Tập 164. Thời gian 10 ngày trôi qua, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên đã từ từ vững vàng, khí tức toàn thân đã tăng lên cấp độ mới, hắn phun ra một ngụm chọc khí, lập tức mở mắt ra. Xuy xuy. Hai mắt biến thành hào quang đen trắng, tia sáng bắn vỡ không gian. Oanh. Vào lúc này thiên trụ giới chấn động, dùng thân thể Lục Lâm Thiên làm trung tâm, không gian không ngừng loạn y, thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này xuất hiện trong phiến không gian khác. Rốt cục đến thiên trụ giới tầng thứ 9. Nhìn không gian này, ánh mắt Lục Lâm Thiên quan sát chung quanh, đây là thiên trụ giới tầng thứ 9, xem ra lúc trước chủ nhân thiên trụ giới có tu vị không thua gì mình bây giờ, hoặc hơn phân nửa tu vị rất cao, nếu không cũng không có khả năng luyện chế ra thiên trụ giới bá đạo như thế này. Lục Lâm Thiên đứng dậy, khí tức của hắn lúc này rất mạnh, cảm thấy toàn thân sảng khoái, nói. Đây là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ sao? Thì thào một câu, bàn tay Lục Lâm Thiên siết chặt lại, nguyên lực bàng bạc rất mê người, đối mặt với lực lượng này, vô số sinh linh cả đời khó chạm tới. Nguyên lực cả đời của một thánh hồng cảnh sau khi bị luyện hóa tạp chất đã giúp hắn đặt chân lên hàng ngũ cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác nếu mình đánh ra một quyền, một cửu nguyên đại viên mãn bình thường sẽ bị đánh thành huyết phụ, cửu tử nhất sinh. Hẳn có thể chính thức chống lại thánh hồng cảnh. Cảm thụ thực lực cường hãn, Lục Lâm Thiên cười rất vui vẻ, giờ này khắc này, cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ đã đủ giúp mình chống lại cường giả thánh hồng cảnh. Nếu bây giờ mình gặp người như Minh Thương, Lục Lâm Thiên biết mình đã có thể chống lại, tu vị của Minh Thương không cách nào làm gì được mình, tuy mình chưa có đạt tới thánh hồng cảnh, nhưng mà thánh hồng cảnh không phải cảnh giới tuyệt đối. Minh Thương, nếu lần sau gặp mặt, ngược lại ta sẽ dùng ngươi thử thực lực của ta. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hắn hít sâu một hơi, có thể đi tới cấp độ hiện tại, Lục Lâm Thiên biết rõ mình khổ tu mấy ngàn năm không uổng phí, là đáng giá. Nhưng đó cũng không phải kết quả cuối cùng Lục Lâm Thiên muốn, giờ phút này Lục Lâm Thiên đặt mục tiêu chính là thông qua hư vô môn. Xuy. Sau một lát, Lục Lâm Thiên biến mất trong thiên trụ giới tầng thứ 9. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, đại hồn anh chấn động kịch liệt, cả phiến không gian không ngừng tan vỡ, khí huyết sát bùng phát, thần sắc Lục Lâm Thiên hiện tại rất vui vẻ. Ầm ầm. Từ khí tức cấp độ này, tuy còn chưa đặt chân tới thánh hồng cảnh, nhưng người sáng suốt có thể cảm giác được, khí tức này đã là thánh hồng, không đến thánh hồng cảnh nhưng mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn quá nhiều. Dạ Si Hồn Tôn thật sự có thủ đoạn, si mị võng lượng không kém. Lục Lâm Thiên thì thào, trong mắt đầy cây Iota ép sợ, đại hồn anh triệt để luyện hóa Dạ Si Hồn Tôn si mị võng lượng, không ngờ đã có thể sánh vai với thánh hồng cảnh, mặc dù khí tức còn chưa tới thánh hồng cảnh, nhưng Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, thủ đoạn có thể sánh vai với thánh hồng cảnh. Nhìn thân thể khổng lồ này, khí huyết sát và linh hồn lực chấn động quá mạnh, bản thể Lục Lâm Thiên vô cùng kinh hãi. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, sợ rằng phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn vào lúc này cũng không phải đối thủ của đại hồn anh. Năng lượng huyết sát và linh hồn phong bạo bùng phát, lập tức bành trướng thân thể đại hồn anh, gương mặt giống Lục Lâm Thiên như đúc cười vui vẻ, mỉm cười mang theo bá đạo ngạo nghễ. Phụ thân. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Lâm Thiên vừa xuất hiện, đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh chạy tới, lại lần nữa luyện hóa mấy cường giả chí tôn điện, Lục Kinh Vân mấy tiểu gia hỏa tăng thực lực rất nhanh, Lục Kinh Vân đạt tới thất nguyên hóa hồng hậu kỳ, Lục Doanh, Lục Âm hai người đạt tới lục nguyên đại siêu phàm đỉnh phong, Lục Trực, Lục Phương từ ngũ nguyên trung siêu phàm đột phá lục nguyên đại siêu phàm. Chỉ có Lục Thành vẫn đang luyện hóa thổ thánh nguyên, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa thành công. Mà một khi triệt để luyện hóa thành công, Lục Thành sẽ vượt qua Lục Doanh và Lục Âm theo sát Lục Du Thược và Lục Kinh Vân, chỉ sợ tiền đồ sau này sẽ là mạnh nhất đời thứ hai của Lục gia. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Kinh Vân, cảm giác thứ nhất trên khí tức mênh mông, khẽ gật đầu, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Xuy. Sau một lát, Lục Kinh Vân, Lục Doanh vây quanh Lục Lâm Thiên, trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra hai hộp gấm. Chính là hộp gấm trong tay Dạ Si Hồn Tôn cùng Thiên Tý Tu La Nữ, hộp gấm tỏa ra năng lượng chấn động rất mạnh, làm cho Lục Kinh Vân, Lục Trực chờ mong. Rầm rầm. Lục Lâm Thiên mở hộp gấm ra, trong hộp gấm là bình ngọc, trong chốc lát tỏa ra sinh cơ bừng bừng, khí tức chấn động làm Lục Lâm Thiên run lên. Sinh cơ thật nồng đậm. Lục Doanh mục động, thân là tu luyện giả sinh mệnh áo nghĩa, giờ phút này nàng rất rung động trước sinh cơ này. Thứ tốt, không kém. Trong đầu Lục Lâm Thiên, cây đao màu vàng cảm giác được sinh cơ bàng bạc,
nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức hỏi. Đao thúc, vật này là bảo vật gì? Cây đao màu vàng lúc này nói. Tiểu tử, đây chính là tinh túy của Thánh Hồng Cảnh Thiên Mộc Thần Thụ, gọi là Thiên Mộc Thần Dịch, đừng nhìn chỉ có một ít, chỉ một giọt có thể phục sinh người chết, xương trắng sinh thịt, chỉ cần một đám tàn hồn còn tồn trong thân thể là có thể khôi phục. Thật sự là bảo vật. Lục Lâm Thiên nghe vậy, thần sắc vui mừng, lập tức mở hộp gấm thứ hai, một đám kim quang phóng lên trời, tâm thần mọi người nhộn nhạo, năng lượng chấn động rất mạnh. Đây là... Lục Kinh Vân K.S.I.O.T.A. ép sợ nhìn hộp gấm thứ hai, đây là viên tinh thạch thể tích nhỏ, kim quang rạng rỡ, óng ánh sáng long lanh, năng lượng chấn động mênh mông, làm cho người ta có cảm giác như núi lửa phun trào. Không nghĩ lại là vật này, hai bảo vật hôm nay không tệ, một kiện mạnh hơn một kiện. Cây đao màu vàng rung động nói với Lục Lâm Thiên. Đao thúc, tinh thạch này là cái gì? Lục Lâm Thiên chấn động, tinh thạch trong hộp gấm tỏa ra chấn động mênh mông. Làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác như hung thú đang gào thét, năng lượng mạnh cỡ này tuyệt đối có thể sánh vai với cường giả Thánh Hồng Cảnh. Cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Thứ này chính là tuyệt phẩm tinh thạch thế giới, trong cấp độ tuyệt phẩm xem như không cao, nhưng trong thế giới hiện tại rất hiếm thấy, giá trị liên thành. Tuyệt phẩm tinh thạch thế giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, tinh thạch thế giới chia làm 5 cấp độ, sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cuối cùng là tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Tinh thạch thế giới lưu thông trên thế giới cũng chỉ là cấp độ sơ phẩm, trung phẩm, còn có thượng phẩm 3 loại phẩm giai mà thôi, thượng phẩm đã ít tới đáng thương, cực phẩm tinh thạch thế giới trong thế giới thượng thanh, Lục Lâm Thiên cũng chỉ gặp qua mấy lần, cũng chỉ có thế giới hỗn độn mới có cực phẩm tinh thạch thế giới. Về phần tuyệt phẩm tinh thạch thế giới, nó giống như hỗn độn thánh khí, chỉ là truyền thuyết trong 3.000 đại thế giới, về phần có hay không chẳng ai biết. Dù sao chưa từng có người nhìn thấy qua. Lục Lâm Thiên thậm chí đã từng nói chuyện phiếm hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, ba người nói vào thời điểm cổ xưa nhìn thấy trong tay một ít phiến cổ đại năng một hai lần, đương kim thế giới đã sớm tuyệt tích rồi. Lục Lâm Thiên cây S.I.O.T.A. ép sợ, cây đao màu vàng tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Tuyệt phẩm tinh thạch thế giới trừ thời điểm hỗn độn hội tụ thế giới còn sót một chút khí tức hỗn độn bám vào tảng giá. Trải qua vô số năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra tuyệt phẩm tinh thạch thế giới, một khối tuyệt phẩm tinh thạch thế giới đặt trong đại gia tộc hay thế lực có thể giúp đệ tử và con cháu trong gia tộc tu luyện nhanh hơn mấy lần, đặt ở một tiểu thế giới có thể làm năng lượng thiên địa của tiểu thế giới nồng đậm sánh bằng thế giới hỗn độn. Tiếng nói hơi chậm lại, cây đao màu vàng nói tiếp. Nếu dùng tuyệt phẩm tinh thạch thế giới phối hợp một kiện luyện khí bảo vật luyện chế linh khí, đủ để có thể luyện ra linh khí sánh bằng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong sơn mạch, không gian dung chuyển không thôi, năng lượng thiên địa rất mạnh. Hai đội ngũ đang giằng co, trong đó một phương chính là Lão Ảnh, Bà Thiên La, Lục Ngô, Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng làm chủ đội hình thương khung minh. Mà đổi thành bên kia do Minh Thương cầm đầu Thiên La Minh, vào lúc này trong Minh Thương còn có hai đại hán trung niên, ba người ba cổ khí thế không dưới Minh Thương, đều là cường giả Thánh Hồng Cảnh. Lúc này đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà song phương lại có cố kỵ. Sư huynh yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động tới ngươi, ta chụp chết kẻ đó. Trong đám người, Hồng Vũ nhún nhún vai, khí tức chấn động mơ hồ, thần sắc vô cùng tự tin, tươi cười nhìn qua nam tử Tuấn Lãng trước mặt. Sắc mặt nam tử Tuấn Lãng cực kỳ lạnh lùng, khóe miệng cười tà dị, sắc mặt tái nhợt, chính là Lục gia lão bát Lục Tượng. Nghe Hồng Vũ nói thế, Lục Tượng mỉm cười, gặp được đội ngũ Thương Khung Minh và Lão Ảnh, tứ sư bá, Tiểu Long Thúc ở đây. Hắn không có gì phải lo lắng. Bà Thiên La, Lục Ngô, bảo tiểu tử kia giao bảo vật ra đây, chúng ta không truy cứu nữa, bằng không động thủ, các ngươi hiện tại cũng không chiếm ưu thế gì. Minh Thương nhìn qua đám người Lục Ngô cùng bà Thiên La, ánh mắt híp lại, thần sắc không phải quá dễ nhìn, mấy ngày trước bị Dạ Si Hồn Tôn cướp bảo vật, hiện tại còn tức giận, ai biết hiện tại lại gặp chuyện đoạt bảo vật. Giao nãi nãi của ngươi, mà mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi. Xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Bà Thiên La nghe vậy cũng hét lớn với đám người Minh Thương, mà Tôn Lệ Huyết Phủ trong tay bộc phát ma khí nồng đậm. Bà Thiên La, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hôm nay không tới phiên ngươi hung hăng càn quấy. Minh Thương tức giận, gần đây hắn ăn thiệt thòi liên tục, tính cách của hắn không chịu được như vậy, càng ngày càng táo bạo, huống chi hắn không phải người tốt tính. Suy suy, thời điểm Minh Thương nói xong,
hào quang trong ngực lão ảnh bay ra ngoài, vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt mọi người, mấy đạo thân ảnh bay ra ngoài. Lục Lâm Thiên dẫn theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm ra khỏi thiên trụ giới, ánh mắt đảo qua không trung, song phương rằng có ác liệt như thế, hắn đã đoán ra vài phần. Minh Thương. Lúc ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Minh Linh đầu lĩnh đám người Thiên La Minh và hai đại hán trung niên kia, không gian chấn động, vài thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lão cửu, người đi ra rồi. Bà Thiên La vỗ vỗ vai Lục Lâm Thiên, mắt đầy vui vẻ, nhưng tâm thần lại dò xét Lục Lâm Thiên, rất muốn biết thực lực Lục Lâm Thiên tiến bộ ra sao. Tứ sư huynh, bát sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Phụ thân, người Thiên La Minh muốn đoạt bảo truy sát con, cũng may gặp gỡ tứ sư bá cùng bát sư bá đuổi tới. Lục Tượng thấy Hồng Vũ, Độc Cô Ngạo Nam, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại còn đắc ý không che giấu, lớn tiếng nói. Nhưng mà bọn chúng chết không ít người, bảo vật đã ở trên người của con. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên vỗ vai Lục Tượng, ánh mắt nhìn qua Lục Tượng, thời điểm này nhìn đội hình Thương Khung Minh, ánh mắt kiên định. Lục Tượng, có bản lĩnh người đừng chạy, dựa vào che chở là bổn sự gì, bảo vật này là ta phát hiện trước, dám đoạt vật của Thiên Ma nhất tộc, Thiên Ma nhất tộc không bỏ qua cho các ngươi. Trong Thiên La Minh, bỗng dưng có tiếng hét bi phẫn truyền ra. Một nam tử mặc hắc y đi ra ngoài, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận bất bình, bảo vật này hắn thấy trước, chưa từng nghĩ đến lại bị Lục Tượng đột nhiên xuất hiện cướp đoạt đi, sau đó Lục Tượng bị đội hình Thiên La Minh vây quanh, không nghĩ tới Thương Khung Minh lại đuổi tới. Thì ra là ngươi truy sát lão bát nhà ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Kinh Vân lãnh đạm nói một câu, thời điểm nói ra lời này, thân ảnh lướt qua không gian. Lập tức xuất hiện trên không, ánh mắt nhìn vào nam tử hắc y kia, nói. Ma Hoàng, người có bản lĩnh thì lên đi, nếu ngươi thắng ta, mặc kệ lão bát nhà ta đoạt bảo vật gì của ngươi, ta đều tặng cho ngươi. Ha ha, Lục Kinh Vân, ngươi là thủ hạ bại tướng mà dám mạnh mồm. Dứt lời, Ma Hoàng phất tay, thân ảnh khôi ngô đứng trong hư không, Minh Thương và hai đại hán trung niên đi ra, lập tức đi tới trước mặt Lục Kinh Vân, khinh thường nói. Lúc trước ngươi bại trong tay ta, hiện tại cũng như thế. Lục Kinh Vân nhìn qua nam tử khôi ngô lần trước đánh bại mình, lúc này khí tức lăng lệ bộc phát, sắc mặt vui vẻ, nói. Ma Hoàng, thất bại lần trước ta phải cảm tạ ngươi, từ cách nói nào đó, nếu không có ngươi sẽ không có ta hiện tại. Nhưng hiện tại ngươi nói những lời này, có lẽ ngươi bây giờ còn không cảm nhận được, nếu ngươi còn có cơ hội, có lẽ có một ngày sẽ hiểu lời này quá ngu xuẩn cỡ nào. Thực lực Kinh Vân bây giờ đối phó Ma Hoàng không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Ngạo Nam ngưng trọng, hỏi Lục Lâm Thiên bên cạnh. Lục Lâm Thiên áo bào xanh phiêu đãng, không có chút nào ngăn cản Lục Kinh Vân ý tứ, nghe Độc Cô Ngạo Nam lời nói, mỉm cười, nói nhỏ. Nghĩa phụ yên tâm đi, Kinh Vân đã mở tâm kết, ngay sau tâm tình sẽ tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên, Kinh Vân sư huynh thật sự đủ sức chụp chết ra hỏa thiên ma tộc rồi. Ánh mắt Hồng Vũ vẫn nhìn về phía trước, nói với Độc Cô Ngạo Nam, thực lực Kinh Vân sư huynh thế nào hắn hiểu rõ, tên gia hỏa thiên ma tộc kia không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Ma Hoàng nhìn thẳng vào Lục Kinh Vân nói câu này làm hắn rất khó chịu, tăng thêm Lục Tượng cướp bảo vật của hắn, trước mặt nhiều cường giả Thiên La Minh như vậy, danh vọng của hắn bị đả kích rất lớn, giờ phút này hắn càng tính toán tất cả sổ sách lên đầu Lục Kinh Vân, ma khí chấn động rất mạnh, quát. Tiểu tử chớ có cản rỡ, ta muốn xem ngươi ở trong Hồng Hoang Điện đạt được chỗ tốt gì, bại tướng dưới tay, vẫn chỉ là bại tướng mà thôi. Ma Hoàng quát lớn, khí tức âm hàn trong người bùng phát, không gian chung quanh run lên, ma khí bùng phát như tận thế. Thiên ma vô cực, vô pháp vô thiên. Ma khí âm hàn quét qua không trung, Ma Hoàng hét lớn, ma khí phong bạo bao phủ bầu trời, hóa thành một đại thủ ấn giáng thẳng xuống đối thủ. Khí tức ngũ nguyên hóa hồng đỉnh phong phóng thích rất triệt để. Thời điểm tranh đoạt danh ngạch Hồng Hoang Điện, Ma Hoàng vừa lúc đột phá tứ nguyên hóa hồng, hơn 1.500 năm qua, được sự trợ giúp tài nguyên ở trong tộc và Hồng Hoang Điện, hắn đạt tới ngũ nguyên hóa hồng đỉnh phong, thực lực ngạo thị cùng thế hệ. Lại là chiêu này sao? Nhìn thủ ấn che trời kia, Lục Kinh Vân thì thào, đôi mắt bắn ra huyết quang, sau đó hào quang đen trắng xuất hiện, hào quang đen trắng luân chuyển như ngày và đêm. Trường bào phất phơ,
hắn không lùi mà tiên thẳng về phía Ma Hoàng, ngưng kết thủ ấn đánh ra một chưởng mang theo đồ án âm dương. Đi! Chỉ một chữ, đi, vang lên, chưởng của Lục Kinh Vân đánh nát không gian sinh ra gợn sóng rất mạnh, thủ ấn nhanh như lôi điện đánh thẳng vào Ma Hoàng. Ma Hoàng cẩn thận, ngươi không còn là đối thủ của Lục Kinh Vân. Khi Lục Kinh Vân ra tay, bỗng dưng trong đội ngũ Thiên La Minh, Minh Thương và hai đại hán phía sau biến sắc, trong chốc lát thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp lao về phía Lục Kinh Vân, ma khí ngập trời bạo phát, thân ảnh này mang theo uy thế đáng sợ, lập tức vận dụng ma quyền đánh thẳng vào người Lục Kinh Vân. Ma Đạt Ma, tiểu bối giao thủ, con mẹ nó ngươi xen tay vào làm gì? Trong nháy mắt này, rất nhiều cường giả Thương Khung Minh định hành động, ma phủ đạo tổ bà Thiên La hét lớn, thân ảnh lao thẳng tới phía trước. Xuy. Trong thời gian ngắn, ma phủ đạo tổ bà Thiên La lập tức nhào tới phía trước ngăn cản tên đại hán đang công kích Lục Kinh Vân, cánh tay chấn động, hắn lập tức siết chặt nắm đấm đánh ra một quyền cực mạnh, không gian sinh ra vết nứt không gian thật lớn, một quyền này mang theo uy thế hồng hoang bá đạo. Lục Kinh Vân ra tay không bị quấy nhiễu, trong ánh mắt cây Ethiota ép sợ của nhiều người, trưởng ấn mang theo đồ án âm dương đánh thẳng vào ma thủ đang giáng xuống. Xoẹt! Cả hai va chạm nhau. Không gian chấn động rất mạnh, loại va chạm này không sinh ra bất cứ âm thanh gì, hào quang âm dương quét qua bốn phía, ma khí ngập trời ăn mòn tất cả, trong ánh mắt cây Ethiota ép sợ của nhiều người, một chưởng đánh mang theo đồ án âm dương đánh nát ma thủ, đánh thẳng vào thân thể Ma Hoàng. Chỉ trong nháy mắt này, ánh mắt Ma Hoàng mở to như cá chết, thân sắc đầy cây Ethiota ép sợ, gương mặt anh tuấn của hắn cứng lại, vào lúc này hắn biết rõ mình không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Phụt. Trưởng ấn đánh thẳng vào thân thể, Ma Hoàng phun ma huyết, sau đó thân thể hắn bay đi như con chim gãy cánh, hắn lập tức va chạm vào ngọn núi sau lưng. Ầm ầm, cả ngọn núi khổng lồ bị hủy diệt, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tảng đá rơi xuống, rất nhiều cường giả nhìn thấy liền biến sắc. Bành, giờ phút này trong không gian có tiếng nổ kinh người, năng lượng phong bạo càn quét không gian, hai thân ảnh lập tức xuất hiện, một đại hán đầy ma khí bị đẩy lui mấy trăm trượng. Đỡ upsilon.ng nát cả phiến hư không mới đứng lại được. Mà thân thể còn lại như cột điện chỉ lui ra sau hai bước, người này chừng 17-18 tuổi, thân hình rắn chắc cao ngất, màu da cổ đồng, lực lượng bạo tạc kinh người, đôi mắt thâm thúy tỏa ra màu sắc mê người, khí chất đường hoàng bá đạo, người ra tay chính là Hồng Vũ. So sánh với Hồng Vũ, đại hán trung niên ra tay miễn cưỡng đứng vững, vẻ mặt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi, một quyền bị đối phương đánh bại. Khí tức trong người cuồn cuộn, nếu không phải hắn cố ngăn cản, thiếu chút nữa đã phun máu tươi, khi đó mất mặt còn nhiều hơn, thực lực thiếu niên này quá khủng bố. Thánh Hồng Cảnh. Đại hán trung niên cây Ethiota ép sợ, trên người thanh niên hiện tại tỏa ra khí tức như thiên uy, rõ ràng đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh, trong Thương Khung Minh vẫn còn che giấu một Thánh Hồng Cảnh. Đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, dám đánh lén Kinh Vân sư huynh, tên gia hỏa không biết xấu hổ ngươi muốn chết. Ánh mắt Hồng Vũ nhìn qua đại hán đầy ma khí kia, tiếng quát của hắn đủ làm hóa hồng cảnh choáng váng, linh hồn rung rung, Hồng Vũ định lao tới đánh tên đại hán lần nữa. Hồng Vũ, được rồi. Lục Lâm Thiên lên tiếng, hơi phất tay, hắn đi tới phía trước. Vâng, sư phụ. Hồng Vũ thu liếm khí tức, sư phụ đã lên tiếng, hắn cung kính lui về, nhìn đại hán đầy ma khí kia, hắn quát. Ngươi cẩn thận cho ta, lần sau còn dám trêu chọc ta. Ta không xé xác ngươi thể không bỏ qua. Nghe Hồng Vũ quát tháo, đại hán kia không dám nói gì, nhưng mặt mo của hắn đã trướng lên như gan heo, ánh mắt nhìn Hồng Vũ đầy sợ hãi, người chung quanh cũng cây Ethiota ép sợ với thực lực Hồng Vũ biểu hiện ra. Xì sao? Giờ phút này ma phủ đạo tổ bà Thiên La cũng nuốt nước bọt, cầm ma tôn lệ huyết phủ trong tay, ánh mắt dò xét Hồng Vũ, hắn mở to mắt như sắp rơi mắt ra ngoài. Dựa vào ma tôn lệ huyết phủ, hắn cũng chỉ đánh nhau sàn sàn với Ma Đạt Ma, cho dù xuất động át chủ bài cũng chỉ hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà Hồng Vũ lại có thể dùng một quyền đánh bay Ma Đạt Ma, hắn hiểu rõ điểm này chứng minh cái gì. Hồng Vũ là Thánh Hồng Cảnh. Lão Ảnh, Lục Ngô, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn vào lúc này vô cùng ngạc nhiên, mọi người biết rõ thực lực Ma Đạt Ma, nhưng tên này ăn thiệt thòi dưới một quyền của Hồng Vũ, từ đó chứng tỏ Hồng Vũ mạnh như thế nào. Xoẹt. Không gian bị nghiền nát, thân thể Ma Hoàng uể oải đứng lên, sắc mặt tái nhợt, gương mặt máu tươi đầm đìa, ánh mắt cây Ethiota ép sợ và không dám tin,
hắn không ngờ chỉ một chiêu đã bại thảm như vậy, bị đánh như chó chết. Lục Kinh Vân ngạo nghễ đứng đó, nhìn thẳng Ma Hoàng, nói. Ma Hoàng, người bại, hiện tại ngươi trong mắt ta đã là con sâu cái kiến, gợi yêu ta ít ngươi, ta lật tay có thể diệt, sau này ngươi không có tư cách để ta ra tay nữa. Vừa dứt lời, Lục Kinh Vân trực tiếp quay người quay lại sau lưng Lục Lâm Thiên, hiện tại hắn đã dẫm nát Ma Hoàng dưới chân, thực lực cả hai đã cách biệt quá xa. Phụt! Mắt thấy Lục Kinh Vân quay người rời đi, Ma Hoàng phun ra một ngụm ma huyết. Thời điểm thân ảnh kia quay người lại không ra tay nữa, kể từ lúc đó hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất đời, là miệt thị trần trụi, đại biểu hắn sau này không có tư cách đối mặt với người ta. Lục Kinh Vân đã là thất nguyên hóa hồng đỉnh phong, lúc này mới trải qua 1.500 năm mà thôi. Lục Kinh Vân lúc trước thua Ma Hoàng, nhưng bây giờ Ma Hoàng không có tư cách vượt qua Lục Kinh Vân, lúc trước bại, đối với Lục Kinh Vân là phúc không phải họa, bằng không Lục Kinh Vân cũng không tiến vào trong đệ nhất hồng hoang điện tu luyện, đây là tác dụng của đệ nhất hồng hoang điện đấy. Hồng Vũ càng mạnh hơn nữa, thiên ma tộc Ma Đạt Ma chính là thánh hồng cảnh A-Hát, thì ra Hồng Vũ đã là thánh hồng cảnh. Không ít tiếng nghị luận vang lên trong đội ngũ Thương Khung Minh, Thiên La Minh lúc này cây ết yêu ta ép sợ nhìn thẳng vào Hồng Vũ. Lão cửu, Thiên Minh Hỏa tộc Minh Thương người đã gặp, vừa mới ra tay là thiên ma tộc Ma Đạt Ma, còn có một tên là Tu La tộc Bà Đề, tên nhỏ tuổi hơn chính là linh vật trời sinh hỗn thiên của Thiên La Minh, bốn tên đều là thánh hồng cảnh, xem ra lúc này Thiên La Minh cũng phái ra không ít thánh hồng cảnh, thực lực chỉnh thể mạnh hơn Thương Khung Minh không ít. Lão ảnh truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe xong, ánh mắt đảo qua mấy thánh hồng cảnh của Thiên La Minh, có bốn thánh hồng cảnh của Thiên La Minh xuất hiện ở đây, có lẽ Thương Khung Minh phải cộng thêm Tuyên Cổ Điện và Thiên Linh Cung vào mới có thể chống lại Thiên La Minh. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua người Minh Thương, ánh mắt Minh Thương cũng khó coi nhìn vào đội hình của Thương Khung Minh, vốn định mượn Ma Hoàng thử phản ứng của Thương Khung Minh, không nghĩ tới còn bước ra một thánh hồng cảnh cường hãn của Thương Khung Minh. Trong Thiên La Minh, đại hán trung niên bên cạnh Minh Thương chấn động, ánh mắt hơi híp lại, sau đó nhìn Lục Ngô, bà Thiên La, trầm giọng nói. Lục Ngô, bà Thiên La, đám tiểu bối náo đủ rồi, thời gian cũng không ngắn, bảo tiểu bối kia giao bảo vật ra đi, việc này xem như xong, bằng không động thủ đi. Động thủ thì động thủ, lão tử sợ các ngươi khi nào. Bà Thiên La cầm ma tôn lệ huyết phủ quét ngang, ma khí ngập trời, khí tức bá đạo bùng nổ. Thiên La Minh lúc này có thêm Hồng Vũ là thánh hồng cảnh, bà Thiên La càng không cần phải sợ. Bà Thiên La, cho dù các ngươi có thêm một thánh hồng cảnh, nhưng mà tổng cộng chỉ có ba thánh hồng cảnh, mà ngươi không phải thánh hồng cảnh, Thiên La Minh chúng ta có bốn thánh hồng cảnh, khi động thủ chỉ có các ngươi thua thiệt mà thôi. Minh Thương trầm giọng nói, theo lời Ma Hoàng nói thì bảo vật kia rất chân quý, hắn lúc trước bị Dạ Si Hồn Tôn và Thiên Tý Tu La Nữ đoạt đi một kiện bảo vật, lúc này càng ngấp nghé bảo vật khác. Minh Thương, cút ra đây cho ta. Thời điểm Minh Thương dứt lời, trong hư không có thân ảnh áo xanh xuất hiện. Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh này, ánh mắt Minh Thương trầm xuống, quát. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Trong Thương Khung Minh, trong Thiên La Minh vào lúc này đều nhìn Lục Lâm Thiên, dùng thân phận và địa vị của Lục Lâm Thiên, lúc này cực kỳ hấp dẫn người khác chú ý. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung nhìn qua Hỗn Thiên cùng Ma Đạt Ma. Bồ Đề ba người, lại nhìn Minh Thương, trêu tức nói. Trên người của ngươi dường như có chút tổn thương, xem ra những ngày này trôi qua không quá tốt. Sắc mặt Minh Thương âm trầm, Lục Lâm Thiên không nói thì thôi, nói tới chuyện này sẽ chọc giận hắn. Thương thế của hắn là do Dạ Si Hồn Tôn cùng Thiên Tý Tu La Nữ liên thủ gây thương tích, còn bị cướp bảo vật. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt đánh giá Minh Thương, tiếp tục chế giễu Minh Thương. Nếu ta đoán không sai. Thương thế của ngươi hẳn là bị Dạ Si Hồn Tôn làm, Dạ Si Hồn Tôn không chỉ tổn thương ngươi, còn cướp đi bảo vật của ngươi, xem ra Thiên Minh Hỏa của ngươi là gân gà, hoàn toàn vô dụng A-Hát. Minh Thương bị Dạ Si Hồn Tôn giật đồ. Khi Lục Lâm Thiên nói xong, trong đội ngũ Thiên La Minh nổ tung nồi, những thành viên Thiên La Minh mới tới không biết việc này, ngay cả Ma Đạt Ma, Hỗn Thiên, Bồ Đề cũng nhìn qua Minh Thương. Lục Lâm Thiên, ngươi biết cái dám gì? Bản tôn là bị Dạ Si Hồn Tôn và Thiên Tý Tu La Nữ hai người vây công, vì ngăn ngừa cường giả Thiên La Minh thương vong, bản tôn đành phải giao bảo vật ra. Dạ Si Hồn Tôn tức giận, việc này bị Lục Lâm Thiên nói trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là tát vào mặt của hắn, mặt mũi ném đi không ít.
bị đoạt thì thừa nhận đi, tìm cớ làm gì? Lục Lâm Thiên trêu tức nhìn qua Minh Thương, dường như cực kỳ thỏa mãn. Minh Thương nổi giận với Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi không nên quá kiêu ngạo, cho dù ở đây bản tôn không thu thập ngươi, sau khi ra ngoài bản tôn sớm muộn gì cũng nghiền xương ngươi thành cho, thần hồn câu diệt. Lão già kia, ngươi có thực lực đó không, bằng không hiện tại động thủ xem, Thánh Hồng Cảnh Thiên Minh hỏa tộc nếu luyện thành khôi lỗi, tuyệt đối sẽ không kém. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong mắt mang theo ý giễu cợt đã chọc giận Minh Thương. Sát khí dâng trào, Minh Thương lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, người có tư cách gì cuồng vọng trước mặt ta, nếu không phải ỷ vào người bên cạnh, người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, người cho rằng người có thể sống tới bây giờ sao? Thật sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Minh Thương, nói. Yên tâm, hôm nay không có người nào nhúng tay đâu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay vừa vặn ngươi nhảy nhót như tôm tép, vậy cứ tính sổ sách một lần. Không biết trời cao đất rộng, dựa vào thiên phú mà không kiêng nể gì, muốn chết. Thời điểm nói ra chữ cuối cùng, trong mắt Minh Thương bắn ra hào quang hung ác, thân thể của hắn biến mất rất quỷ dị. Lão cửu muốn bắt Thánh Hồng Cảnh khai đao, thật sự chờ mong a hát. Ma phủ đạo tổ xoa tay, ánh mắt của hắn cực kỳ chờ mong, nhưng hắn biết rõ lão cửu vừa vặn thôn phệ luyện hóa một Thánh Hồng Cảnh mới đi ra, không biết thực lực lão cửu giờ này mạnh thế nào. Vậy xem ai chết mới được. Thân ảnh Minh Thương biến mất, Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, tinh quang trong mắt lập lòe, thân thể dừng lại, cánh tay vừa nâng lên đánh ra một quyền này mang theo tử kim lôi quang, quyền kình đánh nát hư không, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm một quyền của Lục Lâm Thiên đánh tới, hư không nhộn nhạo, thân ảnh Minh Thương cũng như ẩn như hiện, ánh mắt trở nên kinh ngạc, một bàn tay này mang theo khí tức âm hàn và nóng bỏng đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Bành! Cả hai va chạm nhau, lập tức không trung run lên, điện quang càn quét trời cao, thân ảnh Minh Thương bị đánh bay ra khỏi hư không, ánh mắt mang theo vẻ cây ết yêu ta ép sợ. Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Bồ Đề ba người đều kinh ngạc. Minh Thương, đây là thực lực Thánh Hồng Cảnh sao, khó trách Dạ Si Hồn Tôn cũng có thể dễ dàng thu thập ngươi, thật sự không dùng được. Thân ảnh Minh Thương bị đánh ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên lao từ trên cao xuống như quỷ mị, lập tạo ra vô số tàn ảnh, cực kỳ quái dị. Những tàn ảnh này làm không gian chấn động, năng lượng thiên địa hội tụ về phía Lục Lâm Thiên, trong thời mắt ngắn ngủi không gian run lên, đột nhiên mọi người cảm thấy nguyên lực của mình bị không gian thôn phệ, không ít người ngăn cản nhưng thân bất do kỷ phát hiện không thể làm được. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên lao xuống, cảm thụ khí tức quỷ dị trên người Lục Lâm Thiên, Minh Thương vừa ổn định thân thể cũng chấn động, hắn có cảm giác linh hồn bất an. Ngao! Trong lòng Minh Thương sợ hãi. Bỗng dưng khí tức nóng bỏng và âm hàn bạo phát, không gian rung động không dứt, lập tức ngưng tụ thành dị thú khổng lồ, trong chốc lát há to miệng như chậu máu lao tới cắn Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, Lục Lâm Thiên đạp lập hư không, đôi mắt của hắn bắn ra tinh quang, khí thế lăng lệ bá đạo bùng phát, uy năng vô tận thẩm thấu trời xanh, bỗng nhiên trên trời ngưng tụ ra một cước hủy diệt vạn vật hàng lâm, thiên địa biến sắc. Phá! Lục Lâm Thiên quát lớn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cước hủy diệt sinh cơ kia đạp thẳng vào đầu dị thú, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tâm thần mọi người chấn động. Ầm ầm, một cước đạp xuống, tiếng nổ vang trầm thấp vang lên, năng lượng bá đạo khuếch tán ra, cả không gian rung chuyển, thú ảnh bị nghiền nát, nó bị một cước này đạp nát, hóa thành khí tức nóng bỏng ngập trời. Một cước này phá hủy tất cả, cũng xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện nện thẳng vào ngực Minh Thương. Thời điểm đá vào ngực Minh Thương, lực lượng bộc phát như núi lửa. Bành! Lực lượng bá đạo hủy diệt tất cả, Minh Thương lập tức bị trọng kích, L sao IG ngực chấn động, dường như xương sườn Thánh Hồng Cảnh bị nổ nát vài cái, sắc mặt tái nhợt. Phụt! Miệng phun máu tươi, Minh Thương ngã xuống như con chim gãy cánh, cuối cùng nện thẳng vào ngọn núi trong sơn mạch bên dưới. Ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên trên cao, sắc mặt Minh Thương lúc này già nua không ít. Ánh mắt vô cùng kinh hãi, thậm chí hắn vẫn không dám tin, vào lúc này hắn cảm giác được, khí tức trên người Lục Lâm Thiên chính là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ, nhưng khí tức lại mạnh hơn cả Thánh Hồng Cảnh như hắn. Cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Bà Đề chấn động, chỉ trong thời gian ngắn nhưng Lục Lâm Thiên đã tăng lên cấp độ kinh khủng như thế. Lần trước hắn cố ý thua ta.
trong đám người Thiên La Minh, mà Võ Hồng Tôn cây Ethiota ép sợ, vào thời điểm này hắn triệt để tin lời Minh Thương nói, lần trước Lục Lâm Thiên căn bản cố ý thua hắn, bằng không chỉ bằng thực lực của hắn không thể nào là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Hiệu quả không tệ lắm, còn tốt hơn tưởng tượng. Bà Thiên La cười hắc hắc, lão cửu tiến bộ còn nhanh hơn suy nghĩ của hắn một ít. Làm sao có thể, tại sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy? Thân ảnh Minh Thương bay lên bầu trời, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, tu vị của hắn trải qua vô số chiến đấu và ma luyện, trải qua vô số tuế nguyệt, mà Lục Lâm Thiên trước mắt đột phá như ăn cơm uống nước, lần trước gặp mặt còn không có biện pháp đấu chính diện với hắn, nhiều nhất có thể đánh bại ma võ mà thôi, vào lúc này có thể chống lại hắn, đấu rất mãnh liệt, tăng thêm gần đây liên tiếp bị nhục, trong lòng Minh Thương rất khó tiếp nhận. Xuy. Lục Lâm Thiên cười nhạt, cũng không nói cái gì, lập tức xuất hiện trước người Minh Thương, sát ý bùng phát không chút che giấu, vào lúc này bàn tay ngưng kết thủ ấn, khí tức quanh người biến đổi nhanh chóng, dùng thân thể làm trung tâm, quanh người có điện quang tử kim bắn ra ngoài, nhanh chóng lan ra chung quanh, vô số khí tức xa lạ bùng phát. Oanh! Kim quang tỏa ra, lập tức bao phủ không trung, không gian chấn động không nhỏ, lập tức trên bầu trời có mây đen bao phủ, mây đen áp đỉnh. Kim quang rạng rỡ, cả không gian rung rung lung lay sắp đổ, không gian như nứt vỡ ra. Trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên bộc phát, thời không lao ngục, 16 lần kim thuộc tính, hư không cứng lại, bao quát Minh Thương vào bên trong. Thời không lao lung, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa không ngừng áp chế, sắc mặt Minh Thương biến hóa, ánh mắt hoảng sợ. Không tốt, tiểu tử này muốn ra sát chiêu. Minh Thương thầm kêu một tiếng không tốt. Nhìn thấy sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên và không gian này vô cùng quỷ dị, hắn không dám dừng lại, lập tức bỏ trốn, áo nghĩa mênh mông và khí tức nóng bỏng âm hàn bùng phát, tất cả đều kéo hắn vào trong không gian quỷ dị không thoát ra được. Muốn chạy sao, muộn rồi. Lục Lâm Thiên không che giấu sát ý của mình, hắn ngưng kết thủ ấn, kim thuộc tính, thời không lao ngục, bạo phát hào quang thanh, lam, xích, hoàng chói mắt. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Trong vòng xoáy có đồ án âm dương đen trắng, dùng phương thức vô cùng huyền ảo tương dung với thời không lao ngục. Ầm ầm. Vào lúc này thiên địa rung chuyển, thiên địa uy áp khủng cây Ethiota ép bùng nổ, làm cho linh hồn người ta phải thần phục, tu vị thánh hồng cảnh cũng không dám xem thường. Đây là cái gì thủ đoạn? 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục, cho dù Minh Thương xuất thủ đoạn ra hết cũng lâm vào bùn sâu, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Linh hồn áo nghĩa không ngừng áp chế, hắn phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, chung quanh còn có hỏa diễm nóng bỏng và âm hàn bao quanh, hỏa diễm màu xanh lá không ngừng chấn động liên tục, trong nháy mắt cả không gian bị biển lửa bao phủ. Minh Thương cũng vận dụng thiên minh hỏa, hắn dùng hỏa diễm bao phủ toàn thân mới miễn cưỡng ngăn cản thời không lao ngục. Thiên minh hỏa, không có tác dụng với ta đâu. Trong kim quang rạng rỡ, thân ảnh Lục Lâm Thiên vẫn đứng đó, sau lưng phong lôi chớp động. Trong mắt bắn ra kim quang sáng ngời, bỗng dưng hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức bao phủ hỏa diễm màu xanh ra trời, khí tức âm hàn và nóng bỏng bùng phát. Trước mắt bao người, thân ảnh Lục Lâm Thiên bay lên trời cao, sải bước tiến vào không gian, căn bản không nhìn thiên minh hỏa, lòng bàn tay run lên, hắn đánh ra một trưởng ấn mang theo đồ án âm dương. Xoẹt! Lập tức trưởng ấn như Phật thủ phá không bay đi, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, một trưởng vỗ thẳng vào mặt Minh Thương. Bành! Tiếng trầm đỡ Upsilon, C vang lên, thân ảnh Minh Thương uể oải, năng lượng không ngừng bạo phát, lập tức bao phủ trời xanh. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên, huyết quang lóe lên trong tay Lục Lâm Thiên, sát khí ngập trời bùng phát. Trong tay Lục Lâm Thiên cầm chặt huyết đao, hắn phất tay đánh ra một đao huyết sắc, đao mang tỏa ra khí tức lăng lệ, mang theo uy năng diệt thế, những nơi đi qua đều sinh ra sát ý khủng bố. Minh Thương mau lui lại. Tiểu tử chớ làm càn. Hỗn Thiên hét lớn một tiếng, Minh Thương không thể xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ đả kích quá lớn với Thiên La Minh, quát lớn một tiếng, Ma Đạt Ma, bà để ba thân ảnh phóng lên trời, lập tức đánh ra ba kích vào người Lục Thiêu Du. Cút ngay. Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La ba người sớm có phòng bị, làm gì có thể để đám người Hỗn Thiên nhúng tay, khi khí tức của ba người Hỗn Thiên vận chuyển, Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La ba người đã lao tới. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hào quang đen trắng bao phủ không gian, móng vuốt xé rách trời cao, một đạo búa bổ thiên địa ngăn cản Hỗn Thiên,
Ma Đạt Ma, ba để ba người. Rầm rầm rầm. Sáu thánh hồng cảnh va chạm nhau, năng lượng khủng bố bùng phát, làm cho thiên băng địa liệt, sáu người va chạm nhau trên không trung, năng lượng cuồng bạo hóa thành thực chất. Những hóa hồng cảnh đứng chung quanh lùi lại, bọn họ run rẩy dưới uy năng khủng bố này. Trong nháy mắt đao mang lướt qua không gian bị đao mang xé rách, đao mang chém thẳng vào người Minh Thương, phá hủy phòng ngự trước người Minh Thương. Đao mang lập tức đánh vào người Minh Thương như cắt đậu hũ, trực tiếp lướt tiến thân thể Minh Thương, khí tức khủng bố công kích linh hồn, tất cả phóng xuất trong nháy mắt. Ta liều với ngươi. Sắc mặt Minh Thương hoảng hốt, đồng tử co rút lại, liên tiếp trọng thương cho nên vô lực tránh né, cũng không biết thúc giục át chủ bài nào. Cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức khí tức tăng vọt, cũng tránh được chỗ hiểm, nhưng hắn chỉ trơ mắt nhìn cánh tay trái bị chém đứt, lập tức cảm giác cánh tay trái đã đứt lìa, chỉ trong nháy mắt cánh tay trái biến thành huyết vụ. Lão già kia, các ngươi xuất thủ trước, không nên trách ta không khách khí. Tiếng quát như sấm sét vang lên, không biết Hồng Vũ xuất hiện sau lưng Minh Thương như thế nào, hắn dùng một quyền bao phủ trong kim quang đánh thẳng vào ót Minh Thương. Mạng ta xong rồi. Đáng thương Minh Thương ứng phó Lục Lâm Thiên đã cực kỳ thê thảm, chưa từng nghĩ tới sẽ bị Hồng Vũ đánh lén, vừa mới thúc giục thủ đoạn cuối cùng nhưng vẫn chưa có lực chống cự, thậm chí hắn căn bản không kịp tránh đi, hắn vừa nói thầm trong lòng đã bị một quyền của Hồng Vũ đánh thành mảnh vỡ. Xuy. Trong huyết phụ, một đạo hào quang nóng bỏng trong đầu Minh Thương bay ra ngoài. Hồn anh cũng đừng hòng trốn. Lúc này khí huyết sát và lực lượng thôn phệ bao phủ hồn anh của Minh Thương, hồn anh Minh Thương bị lực lượng thôn phệ hút đi, lập tức hóa thành hào quang bay vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Nhiều người đứng xem ngây ngốc, đám người Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, ba đề đầy cây Ethiota ép sợ, đánh chết một thánh hồng cảnh, cho dù Minh Thương vốn có thương tích trên người cũng khó mà làm được. Chúng ta đi. Hỗn Thiên nhìn sang đám người Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La ba người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lập tức phất tay rút lui, không dám dừng lại nơi đây. Minh Thương đã chết, nếu thật sự động thủ, Thương Khung Minh khó thừa nhận hậu quả, cho dù là ba người bọn họ cũng khó mà xong việc dễ dàng. Đi, đi mau. Người Thiên La Minh cây Ethiota ép sợ, giờ phút này bọn họ phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt chạy đi, làm gì dám dừng lại, Thánh Hồng Cảnh đã đi trước, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đám người Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La không có đuổi gờ Iota S, lập tức ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Hồng Vũ hai người, ánh mắt vô cùng rung động. Xì sao. So sánh ra, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô, Tử Hoàng đều hít khí lạnh. Hồng Vũ một quyền đánh nát đầu Minh Thương, Lục Lâm Thiên trà đạp Minh Thương, Lục Lâm Thiên và Hồng Vũ đôi sư đồ này thực lực quá bía y thái. Lão cửu quá mạnh. Tiến bộ kinh người, Hồng Vũ tên kia rốt cuộc là cái dạng gì, tại sao khủng bố như vậy, sợ rằng ta cũng khó làm gì được hắn. Sau khi cây Ethiota ép sợ qua đi, ma phủ đạo tổ bà Thiên La nuốt nước bọt, đôi sư đồ này liên thủ đánh chết Minh Thương, làm cho hắn cũng hãi hùng cây Ethiota ép phía, diệt sát một thánh hồng cảnh, việc này truyền đi là kinh người cỡ nào. Lão đại càng ngày càng mạnh. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân đều kinh hỉ, nhiệt huyết sôi trào. Lục Lâm Thiên cầm huyết lục trong tay, áo bào xanh chấn động, một đao bổ thánh hồng cảnh, đây là khí phách bá đạo cỡ nào. Sư phụ, con thấy những lão gia hỏa kia nhúng tay, cho nên nhìn không được mới ra tay, ngươi đừng trách con. Nhìn sư phụ, Hồng Vũ lúc này sợ bị sư phụ trách cứ. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên thu hồi huyết lục, mỉm cười nói với Hồng Vũ. Không trách ngươi, làm rất tốt, nếu không có ngươi, vi sư cũng không thể diệt sát Minh Thương. Ha ha, lão già kia cho rằng mình rất mạnh đấy, còn không chịu nổi một quyền của con. Nghe sư phụ không có ý định trách mình, Hồng Vũ cũng ngu ngơ cười ha hả, trong mắt tràn đầy tự tin, vừa rồi đánh ra một ít danh tiếng, hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, gần đây Hồng Vũ tăng tiến không nhỏ, trong thánh hồng cảnh tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Lão đại thật mạnh, xem ra ta chênh lệch càng ngày càng xa. Tiểu Long đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt lườm Hồng Vũ, nói. Hồng Vũ tên này càng ngày càng khủng bố, thật là cường hãn. Lục Lâm Thiên vỗ vai Tiểu Long, hắn cười vui vẻ, vừa mới đánh một trận với Minh Thương xem như đạt thành tâm nguyện. Tuy Minh Thương có thương tích trên người, chỉ là thánh hồng cảnh bình thường, nhưng đúng như sở liệu,
thực lực của mình đã đủ sức đánh sánh ngang thánh hồng cảnh. Trong sơn cốc nhỏ, trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện một thi cốt tỏa ra thổ thuộc tính áo nghĩa nồng đậm, thi cốt này được tìm thấy trong vũng bùn lầy. Tu vị thánh hồng cảnh lưu lại áo nghĩa bổn nguyên, có lẽ còn lưu lại truyền thừa. Lục Lâm Thiên quan sát, Lục tướng lúc này đạt được bảo vật, khó trách mấy tên thánh hồng cảnh của Thiên La Minh cũng tham dự vào. Thật sự thu hoạch sâu. Lục Ngô, bà Thiên La, Tử Hoàng biết rõ giá trị của thi cốt này, truyền thừa thánh hồng cảnh và một phần thổ thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên của thánh hồng cảnh chính là đại cơ duyên. Sau một lát, Lục Lâm Thiên mang theo Lục Tượng đi vào trong thiên trụ giới tiếp nhận truyền thừa, hắn thả đại hồn anh vào trong thiên trụ giới. Đại hồn anh vừa thôn phệ hồn anh của Minh Thương, sau khi luyện hóa chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều, nghĩ đến cũng đủ làm Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên vui vẻ nhảy ra ngoài, lão ảnh nói. Chúng ta nên đi vào trong, gần đây hiểm cảnh càng ngày càng nhiều, vẫn lạc không ít người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn ra phía sau, không ít thân ảnh đã biến mất, đoán chừng mấy ngày qua lại đỡ upsilon.ng vào hiểm cảnh, làm cho không ít hóa hồng cảnh tao ngộ bất chắc, thương khung bí cảnh quá quỷ dị, thánh hồng cảnh vẫn lạc giống như con sâu cái kiến, nhưng mà con đường này không khác trên tàn đồ. Tiểu tử, tiếp tục đi thôi, ta cảm giác được cách đây không xa đâu. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hỏi cây đao màu vàng. Đao thúc, phía trước có cái gì không xa? Cây đao màu vàng nói. Chuyện năm đó ta nhớ một ít, nơi phía trước có quan hệ cực lớn với ngươi, nhưng không biết là phúc là họa, cụ thể ta không biết rõ, nếu ta khôi phục đỉnh phong, cũng phải đi vào nơi đó mới được, nơi đó đều có quan hệ với chúng ta. Đã có quan hệ với chúng ta, tự nhiên phải đi, là phúc thì không phải là họa tránh không khỏi. Lục Lâm Thiên nói với cây đao màu vàng, sau đó nói với lão ảnh. Bát sư huynh, chúng ta tiếp tục đi phía trước. Oanh! Trong thương khung bí cảnh bao la, chẳng biết tại sao đột nhiên run lên, dường như cả thương khung bí cảnh sắp sụp đổ. Thương khung bí cảnh có rất nhiều đội ngũ xâm nhập, giờ phút này mọi người nhìn lên trời, siêu cấp cường giả cũng phải biến sắc. Thời gian từ từ trôi qua, trong vòng vài ngày dung chuyển này càng ngày càng nhiều lần, cảm giác tần suất và phương vị dung chuyển, đội ngũ từ bốn phương tám hướng đều tiến về đó, càng ngày càng nhiều người hội tụ vào nhau. Mấy ngày sau, trên một ngọn núi có thân ảnh áo xanh bay về Upsilon, tê tới, lập tức xuất hiện trong đội ngũ. Lão cửu, dường như tiến bộ không ít, chúc mừng. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh bay tới, Ma Phủ đạo tổ cười nói. Lần này tiến bộ không ít. Thân ảnh áo bào xanh chính là Lục Lâm Thiên, cười nói với phía Ma Phủ đạo tổ, cảm giác nguyên lực mênh mông trong người, so với mấy ngày trước đối phó Minh Thương còn mạnh hơn không ít, giờ phút này hắn đã là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ sắp tới gần cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ và đỉnh phong nhìn như một bước ngắn, nhưng trong cấp độ cửu nguyên hóa hồng lại chênh lệch thật lớn. Trong ba ngày này tao ngộ không ít năng lượng thể tấn công. Những năng lượng thể này không có bao nhiêu linh trí đáng nói, nhưng mà thực lực lại đạt tới hóa hồng cảnh, chúng có số lượng vô cùng vô tận, năng lượng thể mạnh nhất có thể chống lại đám người băng thiên, phong hành thiên chủ. Nhưng cuối cùng không ít năng lượng thể đều trở thành nguyên lực của Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Độc Cô Ngạo Nam, bọn họ đang ở trong trụ giới nội luyện hóa chỗ tốt. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm cũng nhận được chỗ tốt thật lớn, được Lục Lâm Thiên âm thầm an bài. Lúc này đang ở trong thiên trụ giới nội luyện hóa chỗ tốt với đại hồn anh, dựa theo Lục Lâm Thiên dự đoán, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đạt được chỗ tốt lớn nhất từ đám năng lượng thể này. Những ngày qua không xảy ra chuyện gì. Lục Lâm Thiên nhìn qua đội ngũ vạn người, trong lúc bị năng lượng thể tập kích, đội ngũ hơn 2 vạn người đã vẫn lạc một nửa, cường giả ra tay bảo hộ cũng không thể bảo hộ toàn bộ, những hóa hồng cảnh thực lực không đủ đều bị năng lượng thể thôn phệ. Gần đây phía trước không quá bình tĩnh, dường như cùng lộ tuyến với chúng ta. Lão ảnh nhìn vào sâu hơn, nói. Những ngày này chúng ta chậm trễ không ít thời gian, ta đoán chừng sẽ có người khác đuổi tới. Trong tay Lục Lâm Thiên có 2 tàn đồ, nhưng càng đi vào sâu càng quỷ dị, đao thúc nói là ở phía trước, nhìn vào sâu trong hư không, ánh mắt chấn động, nói. Phía trước là nơi bất phàm, tất cả mọi người cẩn thận một ít, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta tiến lên, miễn đi sau lưng kẻ khác. Siêu, siêu. Một lát sau, từng đạo thân ảnh hóa thành hào quang tiến vào sâu bên trong. Nhiều người cũng có chỗ tốt của nhiều người,
nhiều người gặp gỡ những thiên la minh nhỏ lẻ sẽ không bị ngăn cản, chỉ cần cẩn thận nguy hiểm trong thương khung bí cảnh là được rồi. Trên đường đi cũng tao ngộ không ít cường giả thiên la minh, trong đó không ít bát nguyên trong viên mãn cửu nguyên đại viên mãn thiên la minh và minh linh cường giả. Nhưng Lục Lâm Thiên không có ý ra tay, chỉ cần không trêu chọc hắn, Lục Lâm Thiên hiện tại không có tâm tư động thủ với thiên la minh. Nhưng mà âm linh tộc cùng ám quỷ tộc, phệ hồn nhất tộc thì ngoại lệ, phệ hồn nhất tộc có ân oán với Lục Lâm Thiên, nhưng trước đó âm linh tộc, ám quỷ tộc, phệ hồn nhất tộc có ba tên thất nguyên hóa hồng đã chọc giận Lục Lâm Thiên, vây công Lục Âm, Dạ Vị Ương, Nguyên Nhược Lan, thiếu chút nữa làm Lục Âm, Nguyên Nhược Lan trọng thương suýt chết, bởi vậy vừa gặp cường giả âm linh tộc cùng ám quỷ tộc và phệ hồn nhất đều bị Lục Lâm Thiên ra tay đánh chết. Lại nói trên đoạn đường này rất quỷ dị. Đây là khu vực đồi núi chập trùng không ngớt, có vô số ngọn núi bị san bằng biến thành bình nguyên. Cả thương khung bí cảnh đều có rừng xanh núi cao, trừ hung địa ra đều có sinh cơ bừng bừng, nhưng khu vực này có uy áp bộc phát, ngũ nguyên lục nguyên hóa hồng có cảm giác không dám đặt chân vào. Đi thêm một đoạn chính là khu vực bị xương trắng bao phủ, phía dưới lại là vực sâu không đáy, nhìn vào vực sâu tối tăm không thấy điểm cuối nằm ở đâu. Chẳng lẽ đây là điểm cuối của thương khung bí cảnh sao? Ma phủ đạo tổ bà Thiên La, Lục Ngô híp mắt nhìn, lúc này nhìn thấy vực sâu vô tận không thể đặt chân, uy áp cổ xưa bùng phát, bọn họ cảm giác run sơ, giống như đây là điểm cuối của thương khung bí cảnh. Siêu siêu, từng thân ảnh đáp xuống, lúc này trước mặt có không ít người tụ tập, có không dưới 10 vạn người. Tất cả cẩn thận, các đội ngũ tụ tập nơi này, Lục Lâm Thiên nói với người bên mình, nhất là đội ngũ Thiên La Minh lớn. Khi đám người Lục Lâm Thiên tiếp cận, từng ánh mắt trên các ngọn núi nhìn qua đám người Lục Lâm Thiên, có Thiên La Minh cũng có Thương Khung Minh, những người đi theo lập tức phân tán tới những chỗ có người quen biết, đi trong thương khung bí cảnh nhiều ngày như thế, đối với mọi người mà nói gặp người quen là chuyện cao hứng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, những người đứng ở phía sau thực lực khá thấp, càng tiến lên phía trước thực lực càng mạnh. Chúng ta đi lên thôi. Lục Lâm Thiên cũng không để ý những người phân tán đi ôn chuyện với người trong thương khung minh, nói cho cùng người đi theo không có nhiều quan hệ với hắn, chỉ xem mặt mũi cũng là người thương khung minh nên bảo hộ bọn họ mà thôi. Tiến vào khu vực núi đồi bị san bằng này, không ít người nhìn đám người Lục Lâm Thiên, đặc biệt là Thiên La Minh, có không ít ánh mắt âm hàn bộc phát, nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác được không ít mùi huyết tinh, cũng có thể cảm giác được uể oải, xem ra người đi tới đây không dễ dàng, trải nghiệm cũng không ít. Càng xâm nhập, người thương khung minh và Thiên La Minh chung quanh càng mạnh, nhưng mà với thực lực Lục Lâm Thiên và Hồng Vũ, Lão Ảnh, bà Thiên La, Lục Ngô, Phong Hành Thiên Chủ ở đây, hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Cảm giác được khí tức Lục Lâm Thiên và bà Thiên La, ở không có bao nhiêu người Thiên La Minh ở đây dám ngăn cản Lục Lâm Thiên, tùy ý đám người Lục Lâm Thiên xâm nhập vào trong. Trước vực sâu không đáy kia, uy áp cổ xưa càng ngày càng mạnh, thực lực thấp không thể đặt chân nơi đây. Lục Lâm Thiên mới biết được vì sao những người thực lực thấp lại ở phía sau, đến bởi vì người thực lực thấp không thể thừa nhận nổi uy áp này. Trước vực sâu có mấy ngọn núi lớn bị san bằng, trên đó có cường giả thương khung minh cùng Thiên La Minh, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn người trên đó không nhớ, phân biệt đều là người thương khung minh cùng Thiên La Minh, nhưng cùng có một đặc điểm là cường hãn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua một khu vực, ở đó có người rất mạnh, Lục Lâm Thiên nhìn thấy liền vui vẻ. Nhưng lúc này trong đội hình Thiên La Minh có không ít ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Lão Ảnh, bà Thiên La, Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ đi tới, sắc mặt biến hóa, trong đó hai lão giả và một bà lão nhìn nhau, trong mắt bắn ra hào quang rét lạnh. Lão Cửu, Lão Bát, Lão Tứ. Trên đỉnh núi, khi đám người Lục Lâm Thiên đã đến có tiếng cười vang lên, trung niên mặc trường bào màu lam cười to, bên người có nữ tử tuyệt sắc mặc váy dài màu tím. Mái tóc xanh tán loạn trên vai. Hơi có vẻ ôn nhu, không có trang điểm, tuy nhiên rất ngắn gọn, lại có vẻ tươi mát yêu nhã, dung mạo hơi bình thường, còn có lão giả tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Lục sư huynh, thất sư tỷ, ngũ sư huynh. Lục Lâm Thiên nhìn qua ba người này, gạt đầu cháo, lập tức cất bước tiến đến, ba người trên đỉnh núi là Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, thất sư tỷ Tử Vi Thần Nữ, còn có ngũ sư huynh Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm. Thánh chủ. Trên đỉnh núi có không ít cường giả đứng đó, khí tức khinh người, không ai dám tới gần, chính là Tuyên Cổ Điện Thần Lôi Điện Thiên Lôi Tử, Phong Lôi Điện Lang Long, Kim Lôi Điện Kim Tuyên Tám Đại Điện Chủ, còn có đám người như Hoàng Trưởng Lão, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương,
nhưng lại không nhìn thấy Tử Hư thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Lục Lâm Thiên nghe vậy, gật đầu chào, cất bước tiến đến, bỗng dưng có tiếng quát âm trầm từ xa vang lên. Lục Lâm Thiên, người hôm nay phải cho ba tộc chúng ta câu trả lời. Tiếng quát vang lên, trên đỉnh núi bên cạnh có hơn 10 thân ảnh bay tới, khí tức cường hãn bộc phát, lập tức phong tỏa không gian quanh Lục Lâm Thiên. Lúc tiếng quát vang lên, Lục Lâm Thiên đã sớm ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt xuất hiện ba lão nhân, ba người này khí tức mênh mông, ảnh hưởng năng lượng thiên địa, nhưng lúc này không bị Lục Lâm Thiên đặt vào trong mắt, hắn cười nói. Phệ hồn tộc, âm linh tộc, ám quỷ tộc. Có người tìm ngươi làm phiền, hẳn là ngươi gây ra ân oán cá nhân, tự mình giải quyết đi, ta đi ôn chuyện với lão ngũ lão lục lão thất. Lão ảnh nhìn ba lão nhân đi đầu ngăn cản Lục Lâm Thiên. Ánh mắt nhìn qua mấy khí tức cách đó không xa, nói. Những người khác ngươi không cần lo lắng. Vừa dứt lời, lão ảnh căn bản không để ý đến, trực tiếp lướt ngang không gian đi tới chỗ đám người Hoàng Phủ Minh Long, mấy chục cường giả minh linh này nhắm vào Lục Lâm Thiên, cũng không có ai ngăn cản lão ảnh. Lão cửu, ba người này chính là ba lão tổ mạnh nhất của phệ hồn nhất tộc phệ hồn tổ, ám quỷ tộc ám quỷ tôn, âm linh tộc âm linh vương, cũng không dễ chọc, nhưng mà đây là ân oán cá nhân. Lão cửu không nhúng tay vào, ta cũng lười nhúng tay. Ma phủ đạo tổ thấy cường giả ba tộc đi tới, cũng đi theo lão ảnh, nhược chọc ảnh cô, Vân Bằng Hồng Tôn cũng mỉm cười, cũng không lo lắng cho Lục Lâm Thiên, lập tức rời đi. Ân oán cá nhân, chúng ta cũng không nhúng tay vào, ha ha. Lục Ngô cũng là mỉm cười, lão ảnh và bà Thiên La không có ý ra tay, bọn họ cũng không cần nhúng tay vào. Lão Bát, lão Tứ, các ngươi. Nhìn thấy có người cản trở, Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi thần nữ muốn nhúng tay, nhưng thấy đến lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ không quan tâm tới thì nghi hoặc. Ân oán cá nhân, chúng ta cũng đừng nhúng tay. Lão ảnh nói với Hoàng Phủ Minh Long. Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm rất lo lắng, nhìn cường giả ba tộc, nói. Phệ hồn tổ, ám quỷ tôn, âm linh vương ba người cũng không dễ chọc. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn qua phía Đạm Niệm cười cười, nói. Lão cửu đang cần đá kê chân, chúng ta xem kịch vui, sợ rằng lão cửu sắp có thu hoạch. Hồng Vũ nhìn bốn phía, ánh mắt bắn ra khí tức lăng lệ, vào lúc này bên người Lục Lâm Thiên cũng chỉ có Hồng Vũ, sư phụ thánh thủ linh tôn, chí thánh đại đế cùng giả vị ương, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long, Chu Thần Hy và cường giả thế giới linh vũ. Lão đại, ba tên đi đầu giao cho ngươi. Đằng sau giao cho chúng ta là được rồi. Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng nhìn nhau, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, nói với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Sư phụ, Tiểu Long, Tâm Đồng, Hồng Vũ, các ngươi mang người lui ra đi, một mình ta là được rồi, đã hai ngày không giãn gân cốt. Vậy được rồi. Lục Tâm Đồng nghe vậy gật đầu, cũng không lo lắng, thực lực ca ca thế nào nàng biết rõ. Cùng đám người Tiểu Long lui ra phía sau, từng đạo thân ảnh rút lui. Tuy Hồng Vũ muốn ra tay, nhưng sư phụ không có mở miệng, hắn cũng chỉ theo mọi người lui ra. Thấy phản ứng người bên cạnh Lục Lâm Thiên, không ít người ngạc nhiên, kể cả người Thương Khung Minh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên muốn một mình đối phó cường giả ám quỷ tộc, âm linh tộc, phệ hồn nhất tộc, cường giả trong Thương Khung Minh hả hê, không biết tự lượng sức mình, bọn họ hiện tại không thể đối phó Lục Lâm Thiên. Nếu như Lục Lâm Thiên bị âm linh tộc trà đạp thì bọn họ càng vui vẻ nhìn. Mà những người Thương Khung Minh đi theo Lục Lâm Thiên tới đây, mắt thấy đám người âm linh tộc ba tộc vây quanh Lục Lâm Thiên, bọn họ khinh thường và xem kịch vui. Không biết sống chết, ba tộc này ngại mạng của mình dài. Âm linh vương, ám quỷ tôn, phệ hồn tổ ba người nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này thần sắc đầy nghi hoặc, vốn cho rằng nếu đối phó Lục Lâm Thiên, đám người Hoàng Phủ Minh Long, Tử Vi thần nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn sẽ nhúng tay, nhưng dựa vào vài thánh hồng cảnh của Thương Khung Minh rất đáng ngại, nhưng vì có huyết thủ ký, lúc này mới dám trực tiếp chặn đường Lục Lâm Thiên. Các ngươi tìm ta có việc gì? Nhiều người quan sát, Lục Lâm Thiên trực tiếp hỏi âm linh vương, ám quỷ tôn, phệ hồn tổ ba người, đối mặt với mấy chục khí tức bát nguyên đại viên mãn cùng cửu nguyên đại viên mãn hắn cũng không nhìn nhiều. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, sắc mặt bà lão biến thành dữ tợn, khí tức âm hàn chấn động. Trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, nghe nói dọc theo đường này ngươi nhắm vào phệ hồn nhất tộc, ám quỷ tộc, âm linh tộc ba tộc chúng ta, trù sát vô số cường giả của ba tộc, rốt cuộc có mục đích gì, ngươi phải bàn giao rõ ràng. Siêu siêu.
Khi bà lão nói xong, chung quanh có không dưới 38 bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn hành động, trong nháy mắt bao vây Lục Lâm Thiên. Bàn giao sao? Lục Lâm Thiên nhìn đám người này, cười nói. Vậy ta cho các ngươi câu trả lời, ta nhìn người ba tộc các ngươi không thoải mái, tâm tình không tốt, gặp một giota-1, gặp một đôi giota-1, không biết câu trả lời này làm các ngươi thỏa mãn không? Lục Lâm Thiên, ngươi muốn chết. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, lão giả ám quỷ tộc nhịn không được, trong mắt đầy hàn ý nhìn qua Lục Lâm Thiên. Khí tức cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm gió nổi mây phun, khí tức áp bách không trung. Lúc này vô số người lo lắng thay Lục Lâm Thiên. Oanh! Đối mặt với năng lượng quỷ khóc thần gào lao tới, Lục Lâm Thiên bộc phát hào quang tử kim, lôi đình bá đạo ngăn cản năng lượng âm hàn ập tới. Lôi điện nhanh chóng bức lui năng lượng âm hàn quỷ khóc thần gào kia. Hừ! Ánh mắt ám quỷ tộc biến đổi, dường như ngạc nhiên, biến đổi thủ ấn, lúc này một mặt quỷ xuất hiện, khí tức áp bách không gian, gió lạnh từng hồi, đầu quỷ há miệng lao về phía Lục Lâm Thiên. Tử kim huyền lôi, phá. Lục Lâm Thiên cười lạnh, hắn kết thủ ấn, lập tức đánh ra một đạo lôi điện thẳng vào đầu quỷ. Phanh. Đầu quỷ dữ tợn kêu gào thảm thiết, nó bị lôi điện đánh tan nát, khí tức hủy diệt bắn ra bốn phía, dư âm còn sót lại vặn vẹo không gian. Phụt. Chỉ trong nháy mắt ám quỷ tôn phun máu tươi, hắn bị phản phệ, thân thể không ngừng lui ra phía sau. Ám quỷ tôn lui ra sau 100 mét mới dừng lại. Vù vù. Đám người đứng ngoài hít khí lạnh, ám quỷ tôn là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, không ngờ chỉ mới một chiêu đã trọng thương, âm linh vương và phệ hồn tổ hai người biến sắc, mấy người mạnh nhất của thiên la minh cũng chấn động. Ầm ầm, bỗng dưng khí tức quỷ dị bao phủ các hướng, cả, giác nguy hiểm lan tràn, trong nháy mắt ngắn ngủi trên bầu trời xuất hiện lôi vân màu tím. Trong lôi vân có lôi điện vần quanh, khí tức hủy diệt chấn động lòng người truyền ra. Vào lúc này các cường giả cảm giác tim đập nhanh, từ lôi huyền đỉnh xuất hiện trong lôi vân, trong nháy mắt cả không gian sáng ngời. Là tử lôi huyền đỉnh. Đứng đầu thập đại bán thánh khí, tử lôi huyền đỉnh. Cảm giác khí tức này, vô số hóa hồng cảnh biến sắc, bọn họ nhanh chóng chạy ra xa xa. Đã cho các ngươi câu trả lời, vậy các ngươi đi chết đi. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, lôi đỉnh vần quanh, sát ý ngập trời, phất tay bộc phát lôi vân màu tím. Trong giây lát từng lôi vân nổ tung, hào quang chói mắt tỏa ra các nơi. Trốn, chạy mau, tử lôi huyền đỉnh có thể đánh chết cả thánh hồng cảnh đấy. Không tốt, thực lực của Lục Lâm Thiên quá mạnh, chạy mau. Cả đám người hoảng sợ bỏ chạy, nhưng tất cả đã không kịp, lôi đỉnh giống như nộ long giáng thẳng vào đám bát nguyên trung viên mãn, cửu nguyên đại viên mãn, lập tức vô số minh linh bị đánh thành mảnh vỡ, hồn anh bỏ trốn nhưng bị tử kim huyền đỉnh hút vào. Trong thời gian ngắn, 38 bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn bị đánh chết như con sâu cái kiến. Vù vù. Khí tức khủng bố ngút trời, một màn này làm cho vô số người sởn gai ốc. Vô số lôi đình tiêu diệt 38 cường giả của ba tộc, lôi đình có uy năng hủy thiên diệt địa, vô số hố sâu xuất hiện trên sơn mạch, không gian nghiền nát, năng lượng phong bạo quét qua các hướng. Không tốt. Trong thiên la minh có mấy thánh hồng cảnh bắt đầu hành động. Suy suy, trong nháy mắt trong thương khung minh, Lão Ảnh, Lục Ngô, Hồng Vũ, Tử Vi Thần Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn cũng hành động, đều tập trung đám cường giả thánh hồng cảnh của Thiên La Minh, một khi bọn họ động sẽ ra tay ngay lập tức. Lúc này ánh mắt mấy cường giả thánh hồng cảnh của Thiên La Minh rung động, khí tức chấn động, nhưng lại cũng dám nhúng tay vào, cường giả thương khung minh cũng không dưới Thiên La Minh, bọn họ ra tay cũng không cải biến được gì. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này bà lão của âm linh tộc sắc mặt khó nhìn, ánh mắt bắn ra hận ý ngập trời, lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, lập tức xuất đại chiêu, muốn đánh chết Lục Lâm Thiên. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, không kém. Lục Lâm Thiên lúc này đối mặt cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong công kích cũng không để ý, thân ảnh hắn hóa thành hào quang tránh né một kích đánh tới, hắn kết thủ ấn tạo ra một hư ảnh kim long. Ngao! Long ngâm ngập trời, cự long lao thẳng về phía bà lão. Không gian tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt, thổ thuộc tính nguyên lực đánh bay bà lão ra xa. Phệ hồn linh thân. Phệ hồn tổ thúc dục phệ hồn linh thân, lập tức đánh ra một chảo vào người Lục Lâm Thiên. Một chảo đánh xuống, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hắn cười lạnh, đột nhiên hư không rung lên, tự nhiên khí thế bá tuyệt thiên hạ bùng phát,
Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền nghênh tiếp một chảo đang đánh tới. Ầm ầm, quyền chảo va chạm với nhau, cả hai nổ tung, không gian rung động, một chảo kia từ từ tiêu tán, năng lượng hủy diệt bùng phát dữ dội. Bành bành, trong nháy mắt không gian bị xé rách, trái tim mọi người như ngừng đập, tiếng hít thở không thông vang lên. Phụt, lúc này mọi người nhìn lại, thân thể khổng lồ của Phệ Hồn Tổ bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Thật mạnh. Vào lúc này mọi người giật mình, ba tên cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, người mạnh nhất ba chủng tộc minh linh vây công, không ngờ Lục Lâm Thiên một người có thể áp chế ba người, mấy chục cường giả đỉnh cấp bị đánh hình thần câu diệt, đối với ba tộc mà nói, đây là tai nạn hủy diệt. Đến thời điểm này, những người hiếu kỳ mới biết thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên, những ánh mắt hả hê biến thành kinh hãi. Tử Vi Thần Nữ, Hoàng Phủ Minh Long, Thánh Lôi Điện các điện chủ đều nhìn nhau. Xoẹt. Lôi điện thu liếm, lúc này Phệ Hồn Tổ, Âm Linh Vương, Ám Quỷ Tôn ba người bay tới bên cạnh nhau, ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cây Eota ép sợ, lúc này ba người cắn răng quyết định gì đó, ba đạo thân ảnh tuôn ra khói đen sau đó hội tụ vào nhau. Lục Lâm Thiên, ngươi diệt ba tộc chúng ta không tha cho ngươi. Lúc này tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, lập tức sương mù đen bốc lên ngập trời, một quái vật khổng lồ xuất hiện trong khói đen. 9 đầu 18 cánh tay, 9 đầu lâu cực lớn, 18 con mắt to lớn như đèn pha, hung quang nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Không ổn, Phệ Hồn Tổ, Ám Quỷ Tôn, Âm Linh Vương ba người thúc dục bí pháp Phệ Hồn nhất tộc, hội tụ thực lực ba người vào một thân, thực lực sẽ tăng vọt đủ chống lại Thánh Hồng Cảnh. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long ngưng trọng, Phệ Hồn Tổ, Ám Quỷ Tôn, Âm Linh Vương ba người liên thủ thi triển bí pháp Phệ Hồn nhất tộc, thực lực đại trướng, vào lúc này rất khó đối phó. Lão Lục yên tâm đi, chờ xem kịch vui là tốt rồi, ta muốn xem thực lực lão cửu mạnh bao nhiêu. Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La nhìn Hoàng Phủ Minh Long cười cười, lúc trước lão cửu có thể đánh chết Thánh Hồng Cảnh, sau đó thôn phệ không ít minh linh, lúc này thực lực tăng lên không ít, cho dù lúc ba người này hợp thể có thể chống lại Thánh Hồng Cảnh cũng không là gì. Nhìn thấy lão tứ có lòng tin như vậy, Hoàng Phủ Minh Long tuy nghi hoặc, nhưng cũng không nói ra lời, nhưng ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Khi Phệ Hồn Tổ, Ám Quỷ Tôn, Âm Linh Vương liên thủ thi triển bí pháp Phệ Hồn nhất tộc, mấy thánh hồng cảnh của Thiên La Minh cũng hỏa hoãn một ít, ánh mắt nhìn vào trận đấu. Xèo, xèo, ô ô, 9 đầu lâu gào thét, âm thanh như lệ quỷ, phiến thiên địa này không có thiên lý, năng lượng vô cùng vô tận tràn ra, trong chỉ hoãn ngắn ngủi, 9 cột khói đen bắn ra, lập tức càn quét Lục Lâm Thiên. Ông, Truy Phong Chiến Thiên Cung xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Kéo cung cài mũi tên, liên tiếp 9 mũi tên xé không gian bắn tan 9 cột khói đen đánh tới. Lúc này này 9 cái đầu quát lớn. Lục Lâm Thiên, thực lực của ngươi mạnh hơn nữa cũng vô dụng, thử chí bảo trấn tộc Phệ Hồn nhất tộc Phệ Hồn khốn linh trận của ta đi, cho dù ngươi là Thánh Hồng Cảnh cũng phải thành thật cho ta, huống chi ngươi còn không phải Thánh Hồng Cảnh, chờ chết đi thôi. Khi quái vật nói xong, trên không trung có năng lượng âm hàn tỏa ra, trong thiên địa có vô số cột sáng phóng lên trời. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ tạo thành quần hào quang sáng ngời, hào quang này lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Ô ô, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị vây nhốt trong cửu u địa ngục, trong không gian này xương trắng tùm, huyết tinh ngập trời, sát khí vô tận. Phệ Hồn Khốn Linh Trận sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn cười quỷ dị, thì thào. Đợi lâu như vậy, rốt cục nguyên vẹn. Không tốt, là Phệ Hồn Khốn Linh Trận. Trong Thương Khung Minh. Nhìn thấy khói đen ngập trời, trong không gian có tiếng quỷ khóc thần gào. Không ít cường giả sợ hãi, Phệ Hồn Khốn Linh Trận, đại hung chi vật, nó là trọng bảo hung danh hiển hách của Phệ Hồn nhất tộc. Phệ Hồn Tổ ba người liên thủ thúc giục Phệ Hồn Khốn Linh Trận, Thánh Hồng Cảnh cũng khó thoát thân. Phệ Hồn Khốn Linh Trận, là trọng bảo truyền thừa từ thời viễn cổ của Phệ Hồn nhất tộc, trận pháp đỉnh cấp trong thiên địa. Nhìn lên không trung, đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn. Hoàng Phủ Minh Long ngưng trọng, bọn họ biết rõ Phệ Hồn nhất tộc có Phệ Hồn Khốn Linh Trận rất khủng bố, lúc này còn do Phệ Hồn Tổ ba người thúc giục. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám? Điều đó không có khả năng, không có khả năng, Lục Lâm Thiên dừng tay. Thời điểm đám người Phong Hành Thiên Chủ cây Eota ép sợ, đột nhiên khí huyết sát bao phủ khí âm hàn và sát khí khủng bố. Khí huyết sát quét qua. Tất cả mọi người cảm giác được khí tức trong Phệ Hồn Khốn Linh Trận đang từ từ giảm dần,
sau đó tiêu tán trong vô hình giống như chưa từng xuất hiện. Ba lão thất phu, phệ hồn khốn linh trận nếu nguyên vẹn, có lẽ ta muốn đối phó còn khó khăn một ít, nhưng mà phệ hồn khốn linh trận thiếu một trận pháp, đã sớm không phát huy ra uy năng lớn nhất. Lục Lâm Thiên, chúng ta liều với ngươi. Liều, thực lực các ngươi còn chưa đủ. Không có khả năng, tại sao có thể có nhiều linh hồn phân thân như vậy, điều đó không có khả năng. Rầm rầm rầm. Trong không gian phệ hồn khốn linh trận, vô số ánh mắt quan sát, lúc này mọi người rất ngạc nhiên, bởi vì Lục Lâm Thiên đang chiếm thượng phong, hư không nứt vỡ chung quanh phệ hồn khốn linh trận đã khôi phục, năng lượng thiên địa đang rung động rất mạnh. Lục Lâm Thiên, chúng ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Ba lão thất phu, các ngươi không có tư cách kêu gào trước mặt ta. Ở trong phệ hồn khốn linh trận, Lục Lâm Thiên quát lớn, cả phệ hồn khốn linh trận sụp đổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra chung quanh. Rầm rầm rầm. Năng lượng khủng bố bạo phát, hào quang bắn ra bốn phía, không gian lúc này lại tan vỡ, xuất hiện không ít lỗ đen. Sau khi tất cả khôi phục bình tĩnh, khu vực phệ hồn khốn linh trận bao phủ xuất hiện lỗ đen thâm thúy, làm cho Thánh Hồng Cảnh cũng không dám xông vào. Rốt cuộc là ai thắng ai bại, tại sao không có động tĩnh? Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Trong phệ hồn khốn linh trận không thể nhìn trộm, bên trong phát sinh cái gì, sợ rằng Thánh Hồng Cảnh cũng không biết. Lục Lâm Thiên chiến thắng, hay là phệ tồn tổ ba người chiến thắng? Chẳng lẽ là đồng quy vu tận sao? Vô số ánh mắt nhìn qua vị trí phệ hồn khốn linh trận, bọn họ đang chờ kết quả cuối cùng. Mấy Thánh Hồng Cảnh trong Thiên La Minh nhìn nhau, nhưng giờ phút này không thể làm gì, bởi vì bọn họ cũng không thấy gì cả, không biết trong phệ hồn khốn linh trận xảy ra cái gì. Đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Tử Hoàng, Lục Ngô cũng ngưng trọng, uy năng của phệ hồn khốn linh trận bọn họ biết rõ, Thánh Hồng Cảnh đi vào cũng khó xông ra, ba người phệ hồn tổ liên thủ đủ chống lại Thánh Hồng Cảnh. Yên tâm, lão đại không có việc gì, ba lão già kia còn chưa đủ nhét kẽ răng lão đại đâu. Tiểu Long nhìn vị trí phệ hồn khốn linh trận tan vỡ, không có chút lo lắng, liên hệ huyết khế với lão đại vẫn còn, cho nên không có gì phải lo. Đề phòng người Thiên La Minh hành động. Lão Ảnh nói nhỏ, thần sắc ngưng trọng. Hừ, ai dám xông vào, ta xé sống hắn. Hồng Vũ quát lớn, hắn bay về Upsilon, T tới trước, trực tiếp đặt chân đứng dưới vị trí của phệ hồn khốn linh trận, trông coi cửa vào, khí tức âm hàn bùng phát. Âm âm. Lúc này trong lỗ đen chấn động, phệ hồn khốn linh trận di chuyển, mọi người rung động, tất cả mọi người không khó biết rõ. Sợ rằng bên trong xảy ra chuyện gì đó, lúc này mọi người đang chờ kết quả. Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều người đuổi tới khu vực này, không ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát. Tiếng cười vang lên, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Hư Thiên Thánh Cô đi tới, sau lưng còn có không ít cường giả Thương Khung Minh, Tuyên Cổ Điện. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ. Phong Du Du. Tam Kỳ Lão Nhân, Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Mạc Kình Thiên cũng đi tới đây không lâu. Hôm sau, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Thiên Trần Thánh Chủ cũng tới. Trong Thiên La Minh cũng có không ít cường giả xuất hiện, kể cả Ma Đạt Ma, Bà Đề, Hỗn Thiên. Tất cả mọi người đều bị phệ hồn khốn linh trận hấp dẫn, bọn họ cũng hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng không ai nguyện ý xông vào phệ hồn khốn linh trận. Bọn họ tới rồi. Hai ngày sau. Phong Du Du, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long đứng trên không trung, bọn họ không lạ lẫm gì mấy người đi tới, trong đám người đi đầu có hia người trẻ tuổi bất phàm của Thiên La Minh, đó là nhân vật trẻ tuổi cao cấp nhất, hai người kia cả Tiểu Long cũng không dám khinh thường, hai người này chính là thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên. Không nghĩ tới hai lão gia hỏa này còn chưa chết. Hư Thiên Thánh cô nhìn hai người bên cạnh thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên, một lão giả thất tuần, ngũ quan tuấn lãng, tóc trắng như tuyết. Áo dài nhẹ nhàng, khí chất thoát phàm. Một lão giả thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nhưng khí tức toàn thân rất lăng lệ. Khí tức hai người này hoàn toàn khác với minh linh khác, khí tức cao quý thần thánh, siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy hai người này, Thiên La Minh Ma Đạt Ma, Bà Đề tràn ngập kính sợ, cực kỳ cung kính nghênh đón. Không nghĩ tới thần linh Thiên Cơ, thần linh Phạt Thiên hai gia hỏa này vẫn còn sống, lúc này cũng xuất thế. Nhược Linh Thánh Nữ nhìn hai người kia, trong mắt ngưng trọng. Hư Thiên, Nhược Linh, Hậu Khánh Lâm, Lục Ngô, Thái Hư, Đạo Ẩn, Thiên Trần,
đã lâu không gặp. Lão giả Thất Tuần chào hỏi đám người Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Lan, Hậu Khánh Lâm, nụ cười rất ấm áp. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Hư Thiên Thánh Cô khẽ cười nói. Đến cấp độ chúng ta, muốn chết cũng là một việc khó. Thần Linh Thiên Cơ nói xong, ánh mắt nhìn qua Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, Ma Phủ Đạo Tổ, Tử Vi Thần Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm, Lão Ảnh, Hoàng Phủ Minh Long, lại nói với Hư Thiên Thánh Cô. Qua nhiều năm như vậy, che giấu cũng không phải ít a hát, sợ rằng Chí Tôn Điện cũng không biết. Không biết ngươi chọn thế nào? Hư Thiên Thánh Cô nhìn Thần Linh Nhiễm Hồng cười hỏi. Ha ha! Thần Linh Thiên Cơ cười ha hả, lập tức cười nói. Người gặp có phần, xem vận khí của ai tốt hơn. Đúng vậy, vậy xem kỳ ngộ đi. Hư Thiên Thánh Cô cười nói, còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua không trung. Ánh mắt Thần Linh Thiên Cơ nhíu lại, nhìn qua không trung, nói. Nhiều năm như vậy, Chí Tôn Điện cũng ló đầu ra, xem ra lần này không bình tĩnh rồi. Siêu siêu. Khi Thần Linh Thiên Cơ nói xong, từ xa có khí tức mênh mông bùng phát, khí tức càng ngày càng khủng bố, làm cho cả phiến không gian càng ngày càng mờ nhạt. Lúc này nhiều hào quang bay tám thân ảnh đi đầu đứng đó, khí tức hoặc âm hàn, hoặc nóng bỏng, hoặc cuồng bạo, hoặc già nua, có nhân tộc, minh linh, thú tộc, linh vật trời sinh. Tất cả tỏa ra chấn động không gì sánh bằng, chính là Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, Thao Thiết, Đào Ngột, Thiên Tý Tu La Nữ. Chí Tôn Điện thật mạnh. Nhìn qua người Chí Tôn Điện đến đây, tuy nhân số hơn 100 người, nhưng khí thế cực kỳ khủng bố. Người Chí Tôn Điện đến, từng ánh mắt nhìn qua Phệ Hồn Khốn Linh Trận với ánh mắt nghi hoặc. Xoẹt. Cùng lúc này, Phệ Hồn Khốn Linh Trận mấy ngày qua không có động tĩnh cũng chấn động, cả Phệ Hồn Khốn Linh Trận trực tiếp co rút lại, khí tức chấn động hấp dẫn các thánh hồng cảnh quan sát. Một lát sau, cả Phệ Hồn Khốn Linh Trận thu liễm biến mất, lỗ đen cũng không còn. Năng lượng âm hàn tan biến trong hư vô, một thân ảnh áo bào xanh đứng đó, hai mắt khép hờ, áo bào xanh khẽ nhúc nhích, khí tức không bình thường sinh ra. Lục Lâm Thiên, là người gở yêu ta ết dạ si sư đệ, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi. Bỗng dưng trong đội ngũ Chí Tôn Điện có một thân ảnh lao tới, sát khí kinh người tuôn ra, đánh ra một quyền thật mạnh, không gian tan nát, một quyền xuất hiện. Cút! Hồng Vũ vẫn chờ đợi hành động, phất tay đánh ra một quyền. Một quyền này làm không gian nổ tung, đột nhiên hai quyền va chạm triệt tiêu lẫn nhau. Bành bành bành. Cả hai đỡ upsilon.ng nhau, sóng xung kích quét qua các hướng, các ngọn núi bị san bằng cũng rạn nứt dữ dội. Lục Lâm Thiên, đi chết đi. Bỗng nhiên hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, hét lớn tiếng quát truyền tới, tiếng quát vang vọng như sấm sét, trong lời nói còn mang theo sát khí, trong mắt bắn ra hàn quang âm tàn. Nguyên lực bắn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Phần phật, một đạo sát khí khủng bố đánh thẳng tới trước người Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên hành động, huyết quang lóe lên, một thanh huyết đao bắn thẳng về phía trước. Ngao, đao mang huyết quang mang theo tiếng long ngâm chém thẳng vào đạo nguyên lực bắn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Xoẹt, đao mang chém xuống, đạo nguyên lực kia lập tức xuất hiện khe hở và nghiền nát. Xíu, yêu yêu. Vào lúc này thân ảnh kia lao thẳng tới, lại đánh một chưởng vào người Lục Lâm Thiên, một chưởng này mang theo sát khí khủng bố, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí huyết sát, tiêu diệt sinh cơ, xuyên thủng không gian, hủy diệt mọi thứ. Đánh lén sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn rõ tất cả, không gian chung quanh run run, trong thời gian ngắn, khí tức uy áp mênh mông truyền ra, uy thế bá đạo đến cực điểm, vô số khí tức hủy diệt nổ tung, nó có thể tiêu diệt mọi thứ trên đường nó đi. Xíu, yêu yêu. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn cuối cùng, cả hư không dung chuyển vặn vẹo, hắn đánh ra một chưởng làm cho hư không nứt vỡ, vạn vật không còn, lòng người sinh ra cảm giác tuyệt vọng, giống như hủy đi tất cả sinh cơ, trực tiếp nện thẳng vào một chưởng kia. Phần phật. Hai chưởng va chạm vào nhau phá hủy tất cả, năng lượng còn sót lại đánh thăng vào thân ảnh lao tới. Đạp đạp. Sau khi va chạm, thân ảnh kia không ngừng lùi lại. Mỗi khi lùi một bước sắc mặt tái nhợt một phần, sau khi hắn lùi bước cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, lập tức cố nén đau đớn, ngăn cản máu tươi trào ra. Nhị đệ, chỉ trong nháy mắt thân ảnh bị Hồng Vũ đẩy lui đã tới trước mặt thân ảnh bị Lục Lâm Thiên đánh lui, hai người đứng cạnh nhau. Dung mạo hai người có 7 phần tương tự, bộ dáng ngoài 50, âm khí tràn ngập, sát khí âm trầm.
thật mạnh. Không ít người chung quanh cảm nhận được một kích khủng cây S.I.O.T.A.F. của Lục Lâm Thiên vừa rồi, rất nhiều người sợ hãi. Thật sự là hảo thủ đoạn. Trong đội ngũ Thiên La Minh, thần linh Thiên Cơ cùng thần linh Phạt Thiên hai người âm thầm nhìn nhau, thần sắc chấn động không nhỏ. Cửu Nguyên Đại Viên mãn đỉnh phong. Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Vi Thần Nữ nhìn qua không trung, cảm giác khí tức của thân ảnh áo bào xanh tỏa ra liền ngạc nhiên. Tiến bộ không ít. Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La nhìn qua không gian, sau đó vô cùng vui mừng và ngạc nhiên. Sư phụ, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, ta lo cho ngươi lắm. Hồng Vũ đến bên người Lục Lâm Thiên, hắn đẩy lùi người kia, thu cánh tay lại nhưng khí tức cường hãn vẫn còn. Thu huyết lục trong tay lại, Lục Lâm Thiên gật đầu với Hồng Vũ, ánh mắt nhìn qua lão giả vừa đánh lén mình, trên người của lão giả mang theo khí huyết sát, âm hàn, sát khí, khí huyết sát này làm Lục Lâm Thiên nhớ tới thiên kiếm môn huyết kiếm trong thế giới linh vũ. Hai người này Lục Lâm Thiên không quá lạ lắm, lúc trước đã từng nhìn thấy ở cửa vào thương khung bí cảnh. Theo thời gian thôn phệ càng nhiều linh hồn, từ siêu linh thuật hắn cũng biết rõ càng nhiều, Lục Lâm Thiên biết lai lịch hai người này chính là lão quái vật sống vô số năm, hai người này chính là thân huynh đệ, cũng là hai sư huynh của Dạ Si Hồn Tôn, Hỗ Ác Quỷ Tôn và Bất Thuần Huyết Tôn bài danh thứ 7 và 8 trong Chí Tôn Điện, hợp xưng là Hỗ Ác Bất Thuần. Cả hai đều là thánh hồng cảnh, hai người chính là thân huynh đệ, liên thủ với nhau thực lực rất khủng bố, ngoại giới ít có người dám trêu chọc. Hai người cũng biến mất vô số năm tháng. Hỗ Ác Bất Thuần hai người nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy cây S.I.O.T.A.F. sợ, thiên tí tu la nữ mấy ngày hôm trước nói Dạ Si Hồn Tôn đã bị Lục Lâm Thiên đánh chết, bọn họ còn không tin đấy. Tất cả cường giả Chí Tôn Điện đều cho rằng Lục Lâm Thiên tuyệt đối không đánh chết Dạ Si Hồn Tôn, chỉ bằng Lục Lâm Thiên biểu hiện thực lực ở cửa vào thương khung bí cảnh đã cây S.I.O.T.A.F. sợ nhiều người, nhưng muốn chính thức đánh chết Cửu Nguyên Đại Viên mãn đỉnh phong vẫn không thể làm được. Huống chi là đánh chết thánh hồng cảnh. Vào lúc này nhìn thấy thực lực Lục Lâm Thiên, hai người rốt cục tin tưởng, cường giả Chí Tôn Điện liên tiếp biến sắc, Dạ Si Hồn Tôn đã bị Lục Lâm Thiên đánh chết, Lục Lâm Thiên tiến bộ quá khủng bố. Như thế nào, muốn động thủ sao? Nhìn qua Hỗ Ác Bất Thuần, Lục Lâm Thiên trong mắt bôi qua một chút trêu tức vui vẻ, với thực lực bây giờ, thánh hồng cảnh bình thường Lục Lâm Thiên không đặt trong lòng, mấy ngày qua trong phệ hồn khốn linh trận. Tiến vào thiên trụ giới luyện hóa phệ hồn tổ, âm linh vương, ám quỷ tôn ba cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, hắn đạt tới cửu nguyên đỉnh phong. Bây giờ hắn đã có tiền vốn kêu gào với thánh hồng cảnh. Nhìn Lục Lâm Thiên, Hỗ Ác nói. Lục Lâm Thiên, Dạ Si sư đệ của ta thật sự bị ngươi gợi yêu ta ết. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Hoan nghênh người báo thù cho Dạ Si, nhưng mấy huynh đệ các ngươi liên thủ cũng không có khả năng. Toàn bộ Chí Tôn Điện lên cũng khó mà báo thù, nói không chừng còn bồi mạng các ngươi vào. Lục Lâm Thiên, ngươi. Hỗ Ác Quỷ Tôn run lên, hắn nghẹn lời, bên kia có Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Thiên Trần Thánh Chủ, tăng thêm Lục Lâm Thiên có thực lực rất mạnh, đã đủ lông đủ cánh, khó mà làm được gì với người ta. Hỗ Ác Bất Thuần, huynh đệ các ngươi xuống đi, hiện tại chưa phải lúc tính sổ, thù của Dạ Si sẽ báo thôi. Trong Chí Tôn Điện, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó lại nói với Hỗ Ác Bất Thuần hai huynh đệ, sắc mặt khó coi. Hừ, nghe được Mạc Trường Lăng nói thế, Hỗ Ác Bất Thuần hai huynh đệ không quá tốt, hừ lạnh với Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, khoản nợ này sớm muộn gì cũng tính toán, người sớm muộn gì cũng trả giá thật nhiều. Dứt lời hai người cũng quay về đội ngũ Chí Tôn Điện. Vậy phải xem các ngươi còn sống ra ngoài không đã. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng không có ý truy cứu, Chí Tôn Điện không buông tha dễ dàng, nhưng hiện tại Thiên La Minh nhìn chằm chằm, cũng không phải lúc gây chiến với Chí Tôn Điện, nơi này không phải vùng đất lành, phải giữ thực lực. Hỗ Ác Bất Thuần hai người này lại chủ động rút lui. Lục Lâm Thiên lông cánh đầy đủ, từ nay về sau hắn đã là những người mạnh nhất thiên địa. Nhìn qua Hỗ Ác Bất Thuần hai kẻ đại hung không dám bức bách Lục Lâm Thiên mà quay trở về, lúc này nhiều người nghị luận. Lục Soái đã lâu không gặp. Khi Hỗ Ác Bất Thuần hai người rời đi, thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống người của mình, lại có người chào hỏi hắn. Lục Lâm Thiên nghe xong nhìn qua, thì ra là thần linh Nhiễm Hồng. Lục Lâm Thiên nhìn thần linh Nhiễm Hồng, hắn vẫn luôn phong khinh vân đạm, sắc mặt vui vẻ, nhìn trộm thực lực,
làm cho Lục Lâm Thiên âm thầm nhíu mày, tu vị của thần linh nhiễm hồng không dò xét được, Lục Lâm Thiên không thể quan sát rõ ràng. Là đã lâu không gặp, nhưng cũng không phải quá lâu. Lục Lâm Thiên nhìn thần linh nhiễm hồng, thực lực của người này đạt tới mức này cũng không phải ngẫu nhiên. Đối mặt ánh mắt Lục Lâm Thiên, thần linh nhiễm hồng cực kỳ lạnh nhạt, sắc mặt vui vẻ, nói. Xin hỏi Lục Soái, không biết ám quỷ tôn, âm linh vương, phệ hồn tổ ba người thế nào rồi? Chết rồi. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng. Lục Lâm Thiên dứt lời, rất nhiều người hít khí lạnh, thấy Lục Lâm Thiên đi ra, không ít người sợ đám người ám quỷ tôn gặp hậu quả nghiêm trọng, giữ nhiều lành ít, bây giờ nghe Lục Lâm Thiên thừa nhận thì hoảng sợ. Thần linh nhiễm hồng không có quá nhiều chấn động, nói với Lục Lâm Thiên. Xem ra Lục Soái thực lực đại trướng, chúc mừng. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Ngươi cũng tăng tiến không ít. Thần linh nhiễm hồng nghe vậy cười nói với Lục Lâm Thiên. Xin hỏi Lục Soái, âm linh vương ba người đã chết, còn không biết Lục Soái có thể trả phệ hồn khốn linh trận cho phệ hồn nhất tộc hay không, dù sao đây cũng là trấn tộc chí bảo của phệ hồn nhất tộc. Không thể. Lục Lâm Thiên nói thẳng với thần linh nhiễm hồng. Phệ hồn khốn linh trận đã đổi chủ, cho dù ta trả lại, sợ rằng trong phệ hồn nhất tộc cũng không có người lấy về. Thần linh nhiễm hồng chấn động, ánh mắt vui vẻ, nói với Lục Lâm Thiên. Như thế, phệ hồn nhất tộc phệ hồn khốn linh trận trước xin Lục Soái hao tâm tổn trí đảm bảo, nếu có một ngày phệ hồn nhất tộc có người có thể khống chế phệ hồn khốn linh trận, xin lại Lục cũng không muộn, ta tin tưởng khi đó, Lục Soái nhất định sẽ trả, đúng không? Đương nhiên, ta chờ đây. Lục Lâm Thiên cười nhạt trả lời, lại cùng Hồng Vũ bay về phía đám người lão ảnh, Hoàng Phủ Minh Long. Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La tiến lên, vỗ vai Lục Lâm Thiên, cười nói. Lão cửu, thực lực lại tiến bộ không ít a. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Lục Lâm Thiên chào hỏi bà Thiên La, sau đó hành lễ với Hư Thiên Thánh Cô các sư huynh sư tỷ, khi ánh mắt nhìn qua thiếu nữ mặc váy trắng, thánh khiết như tiên. Ánh mắt hắn chấn động, nhìn nàng và nói. Ngươi gạt ta. Phong Du Du nhìn Vạn Độc Chí Tôn cùng Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ chung quanh, trên đường đi đã nói chuyện với Lục Lâm Thiên. Phong Du Du nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt sáng ngời, nói. Ngươi cũng biết sao? Ta cũng biết. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, đã lâu như vậy, trên đường đi Vạn Độc Chí Tôn Phong Hành Thiên Chủ đã nói, Lục Lâm Thiên cũng biết tất cả. Lúc trước Ma Linh yêu nữ và Phong gia đại tiểu thư là một người, tất cả đều là vì trời sinh song hồn. Trời sinh song hồn chính là trời sinh dị tượng, một người chỉ có một linh hồn, mà trời sinh song hồn lại bẩm sinh có trời sinh song hồn, thể chất thiên phú này họa phúc tương y, thiên địa hiếm thấy. Trời sinh song hồn có thiên phú cực cao, tu luyện thần tốc, nhưng song hồn tranh đoạt phải có một chết, hung hiểm đến cực điểm, nhẹ thì tu vị tự hủy trở thành phế nhân, nặng thì thần hồn câu diệt. Trời sinh song hồn không gặp nhau, mà Phong Du Du cùng Ma Linh yêu nữ, cả hai có tính cách trái ngược nhau quá lớn. Lúc trước Ma Linh yêu nữ là một trong song hồn, nhưng khi đó Ma Linh yêu nữ ngăn chặn Phong Du Du, bởi vậy biến thành Ma Linh yêu nữ mà không phải là Phong Du Du. Sau này trong thế giới thị hoang, Ma Linh yêu nữ trọng thương, làm cho hồn của Phong Du Du chiếm cứ thượng phong. Đây cũng là nguyên nhân Lục Lâm Thiên cảm giác không đúng, trở lại Phong gia, Phong Hành Thiên Chủ nhúng tay vào. Cũng triệt để củng cố linh hồn của Phong Du Du, ngăn chặn Ma Linh yêu nữ. Bởi vậy sau này Lục Lâm Thiên gặp mặt, Phong Du Du hoàn toàn không nhận hắn, nhưng đáy lòng lại khác thường, đây đều là vì linh hồn Ma Linh yêu nữ lưu lại. Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Phong Hành Thiên Chủ cũng giấu giếm, thậm chí Hoàng Giật và Phong Phách Nam ngăn cản Lục Lâm Thiên tới gần Phong Du Du, là vì sợ hồn của Ma Linh yêu nữ lại chiếm cứ chủ đạo, nếu cả hai tranh đấu nhau, song hồn tranh chấp, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Thiên huynh đệ, ta vẫn cảm kích, chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến tính mạng tam muội, cho nên. Mạc Kình Thiên đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, lúc trước nhìn thấy Phong Phách Nam, hắn đã biết tình hình thực tế, nhưng vì an nguy cơ sư muội, hắn chỉ có thể giấu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ vai Mạc Kình Thiên, cười nói. Ta hiểu, nếu ta sớm biết như thế, ta cũng giả bộ không biết. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi hiểu là tốt rồi, những năm này. Ta nghẹn quá khổ. Mạc Kình Thiên thở ra một hơi. Lục Lâm Thiên tiếp tục vỗ vỗ vai Mạc Kình Thiên, sau đó đi tới bên cạnh Phong Du Du, nói. Vì sao hiện tại ngươi lại nhớ ra?
Đúng vậy rồi, nhà đầu, người bây giờ ở đây, chẳng lẽ song hồn? Vạn Độc Chí Tôn cùng Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Phách Nam, Hoàng Giật ngạc nhiên nhìn qua Phong Du Du, lúc này thần thái Phong Du Du dường như biết rõ tất cả, chỉ có một khả năng, đó chính là Phong Du Du lại thành ma linh yêu nữ, linh hồn thuộc về ma linh yêu nữ chiếm cứ chủ đạo. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ, khẽ mỉm cười nói. Không cần lo lắng, ta đã không có trở ngại, về sau rốt cuộc không cần lo lắng. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, thần sắc ngưng lại, hỏi Phong Du Du. Là vì sao? Phong Du Du khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏi. Ta là ma linh yêu nữ, hoặc là Phong Du Du, có cái gì khác nhau sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Du Du, ánh mắt híp lại, nói. Đối với ta mà nói, mặc kệ ngươi là ma linh yêu nữ hay là Phong Du Du, các ngươi đều là một người, các ngươi chính là một thể. Ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo là tốt rồi, rốt cuộc là ai, có gì khác nhau. Nhà đầu, rốt cuộc là thế nào, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Phong Hành Thiên Chủ bối rối, hỏi Phong Du Du. Ta đã không ngại. Phong Du Du nhìn qua phía Phong Hành Thiên Chủ cười cười, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Phong gia bí cảnh không? Vừa dứt lời, Phong Du Du đỏ mặt, lời này làm người nghe cảm thấy mập mờ. Tăng thêm Phong Du Du đỏ mặt, không khỏi làm nhiều người hoài nghi, từng tia ánh mắt kỳ lạ nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Phong Du Du. Lục Lâm Thiên gật đầu với Phong Du Du, Phong gia bí cảnh hắn thôn phệ khí tức màu vàng nhạt, lúc đó còn vô tình nhìn thấy thân thể động lòng người của nàng. Phong Du Du nói, chính ở trong Phong gia bí cảnh, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, dường như tổ tiên nói trong đầu cho ta tạo hóa, sau đó song hồn triệt để dung hợp với nhau, thực lực cũng tiến bộ cực lớn. Khi đó ta và nàng đã không còn phân biệt. Ý của ngươi là khi đó ngươi cũng đã nhận ra ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, cũng ngạc nhiên. Cẩn thận ngẫm lại, Lục Lâm Thiên nhớ ban đầu khi tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc đánh một trận, dường như đã vận dụng độc công, lúc trước Lục Lâm Thiên cũng không quá chú ý, lúc này nhớ tới mới biết được, thì ra Phong Du Du đã sớm khôi phục, ma linh yêu nữ và Phong Du Du đã dung hợp với nhau. Ân. Phong Du Du gật đầu với Lục Lâm Thiên, khi đó nàng đã khôi phục tất cả. Nhà đầu, chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh sao, nói như vậy, người đã triệt để khôi phục. Phong Hành Thiên Chủ cây ết yêu ta ép sợ, trời sinh song hồn, ngay cả hắn và Vạn Độc Chí Tôn, Hoàng Phủ Minh Long lúc trước cũng không có cách nào. Đã triệt để khôi phục. Phong Du Du nói với Phong Hành Thiên Chủ. Không có việc gì sao, quá tốt. Phong Phách Nam, Hoàng Giật. Mạc Kình Thiên nghe xong vô cùng cao hứng. Đã khôi phục sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử áo trắng thánh khiết trước mặt, ánh mắt chấn động, nói nhỏ. Không biết hiện tại ta có tư cách làm nam nhân của ngươi, trở thành áp trại tướng công hay không? Nghe vậy, Phong Du Du rung động, dường như nhìn thấy bóng dáng ma linh yêu nữ. Sau một lát, nhìn qua Lục Lâm Thiên, chu môi nói. Ngươi vẫn là áp trại tướng công của ta, có tư cách trở thành nam nhân của ta. Nhưng mà ta sợ Vô Song, Bạch Linh, Hồng Lăng các nàng. Các nàng nói, có cơ hội bảo ta mang ngươi về. Lục Lâm Thiên dứt lời đã ôm nàng vào ngực, nói nhỏ. Về sau cũng đừng có rời khỏi, tìm ngươi thật cực khổ. Khục, Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Vạn Độc Chí Tôn thấy thế ho khan một tiếng. Hoàng Giật nhìn, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng ánh mắt lại biến thành vui vẻ. Phong Du Du thẹn thùng giãy giụa. Dù sao cũng ở trước mặt mọi người, nhưng bị ôm vào trong ngực, nàng không giãy giụa nữa. Oanh! Thiên địa chấn động, khí tức cổ xưa bùng phát lan tràn khắp thiên địa. Lục Lâm Thiên lập tức buông nữ tử trong ngực ra, nhìn qua không trung, nguyên đàn chữ vạn rung lên. 28 thân ảnh xuất hiện, 28 khí tức đáng sợ bùng phát, nương theo đó là uy áp tỏa ra. Đều là thánh hồng cảnh. Dưới khí tức khủng bố cỡ này. Tất cả mọi người nhìn lên hư không, các thế lực có thánh hồng cảnh cộng lại cũng không có nhiều tới 28 người, mà bây giờ đối mặt với 28 khí tức khủng bố đều là thánh hồng cảnh, thậm chí còn không phải thánh hồng cảnh bình thường. Đều là linh hồn thể, không có dấu hiệu sinh mạng, không biết tại sao những cường giả này lại như vậy. Hư thiên thánh cô áp chế cây ết yêu ta ép sợ trong lòng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nếu là khôi lỗi thì rất khó đối phó. Nhược linh thánh nữ ngưng trọng.
khí tức này ngay cả nàng cũng không thể chống lại. Nơi này hung hiểm a. Hậu Khánh Lâm thì thào, 28 khôi lỗi đều là thánh hồng cảnh, không hung hiểm mới lạ. Thần Linh Thiên Cơ và Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng biến sắc, đối mặt nhiều khí tức hung hãn như thế, bọn họ không cách nào đối phó. Cẩn thận một ít, trong đó có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thú ảnh và Hắc Diễm linh vật trời sinh, sợ rằng đã đặt một chân vào hư vô cảnh. Lão ảnh truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Nhưng mà đều là khôi lỗi, thực lực có lẽ yếu đi không ít, nhưng cũng là tồn tại khủng bố, tăng thêm uy áp linh hồn, mọi người khó mà đối phó được. Lục Lâm Thiên run lên, năm khí tức cường hãn nhất, hắn cho rằng đã bước vào hư vô cảnh, nhưng đặt một chân vào hư vô cảnh đã khủng bố như vậy rồi. Chư vị, xem ra cho dù là ai cũng không thể đứng một mình, thánh hồng cảnh chúng ta cộng lại cũng không nhiều như thế, sợ rằng mọi người phải liên thủ thôi. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nói ra, nhìn qua thần linh Nhiễm Hồng và Hư Thiên Thánh Cô. Mọi người rung động, ai cũng rõ ràng, cho dù người ở đây đông, nhưng so với 28 khí tức này cũng vô dụng thôi, chính thức có thể hữu dụng, ít nhất cũng phải là thánh hồng cảnh mới được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, Thiên La Minh có thần linh Thiên Cơ, thánh hồng cảnh có 9 người, Chí Tôn Điện có 8, Thương Khung Minh cộng lại cũng chỉ có 8 thánh hồng cảnh, Hồng Vũ là 9, vậy cũng chỉ có 26. Chỉ có liên thủ mới có thể chống lại, thánh hồng cảnh một người đối phó một, còn lại cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn liên thủ đối phó hai cũng đủ rồi, vậy phải xem mọi người liên thủ ra sao. Thần linh Thiên Cơ nhìn Hư Thiên Thánh Cô nói ra, chung quanh có bao nhiêu thánh hồng cảnh, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hư Thiên Thánh Cô quay đầu nhìn mọi người, sau đó nói với thần linh Thiên Cơ. Liên thủ không có vấn đề, nhưng mà Thương Khung Minh, Chí Tôn Điện, Thiên La Minh ba phương đối phó 1/3, miễn có người thừa cơ đánh chủ ý gì đó. 28 người, ba cổ thế lực cũng không dễ phân a hát, Chí Tôn Điện ta người ít nhất, phân 8, Thiên La Minh và Thương Khung Minh các người nhân số đông nhất, một phương 10 cũng công bình, bằng không cũng không cần liên thủ, muốn đi vào Bất Chu Sơn cũng phải công bằng một chút. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nói ra, Chí Tôn Điện hiện tại chỉ có 8 thánh hồng cảnh, tự nhiên chỉ có thể đối phó 8, chuyện ăn thiệt thòi hắn không làm. Ánh mắt thần linh Nhiễm Hồng khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì, ánh mắt quét qua, sau đó nhìn Hư Thiên Thánh Cô, nói. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thú linh hồn thể có liên quan tới thế giới thần thú, giao cho Thương Khung Minh đối phó đi, các ngươi đối phó cũng đơn giản một ít. Lục Ngô nghe vậy, chần chờ một lát, sau đó nhìn thú ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Lại nhìn qua đóa hỏa diễm màu đen nhỏ như nắm tay, cuối cùng nói với đám người thần linh Nhiễm Hồng, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng, nói. Cửu U Hắc Diễm giao cho các ngươi. Khặc khặc, Cửu U Hắc Diễm là chí tôn trong linh vật trời sinh chúng ta ăn chút thiệt thòi đối phó nó vậy. Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng nói ra, dường như sớm có nắm chắc, trong mắt còn mang theo vẻ tham lam. Mạc Trường Lăng cũng là linh vật trời sinh, Diệt Thế Thiên Diễm Sa, cấp độ cực cao. Đoán chừng đánh chủ ý cửu U Hắc Diễm, muốn thừa cơ thôn phệ cửu U Hắc Diễm tăng tu vị. Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm nói với người chung quanh. Động thủ tất cả mọi người cẩn thận, chúng ta bây giờ 9 thánh hồng cảnh đối phó 9, còn lại một lão tứ, lão cửu các ngươi liên thủ đối phó không có vấn đề. Những khôi lỗi như linh hồn thể này không dễ đối phó, tất cả mọi người cẩn thận. Lục Ngô nói với mọi người. Ô ô, ngay thời điểm Lục Ngô quát lớn. Trong hư không có tiếng gầm quỷ dị. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, 28 khí tức kia chấn động, khí tức khủng bố bao phủ đám người. Động thủ đi, không đối phó đám khủng bố này, sợ là ai cũng vào không được. Diễm Sa Diệt Thế nói ra, khí tức nóng bỏng Diệt Thế bùng phát, trong chốc lát hóa thành phong bạo đáng sợ lao thẳng về phía cửu U Hắc Diễm, phất tay đánh ra một đám hào quang màu trắng, lập tức bao phủ cửu U Hắc Diễm. Động thủ. Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm hét lớn một tiếng, hắn lúc này lao về phía linh hồn thể Chu Tước, hư không lăng không gió nổi mây phun, há mồm hóa thành không gian động sâu, trong đó điện quang màu tím khủng bố tỏa ra, giống như hung thú thôn phệ vũ trụ. Giống. Lục Ngô trực tiếp thúc giục yêu vương diệt sinh chảo, hắn ngăn cản linh hồn bạch hổ, năng lượng khủng bố tỏa ra, chấn động thiên địa, giống như phá hủy hư không. Sau đó thần linh Thiên Cơ, Hư Thiên Thánh Cô, thần linh Thiên Phạt, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân đều hành động, không ai dám chủ quan, khí tức thánh hồng cảnh bao phủ hư không. Thực lực không đủ,
thậm chí là cửu nguyên đại viên mãn, cũng nhanh chóng lùi lại, thánh hồng cảnh chiến đấu không phải ai cũng có thể xen vào. Hồng Vũ gào thét, hắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, khí thế hồng hoang bùng phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn thể Huyền Vũ, khí tức cuồng mãnh làm mọi người ngạc nhiên. Không ngờ là hồng hoang thần thú. Thần linh thiên cơ, thần linh thiên phạt, hư thiên thánh cô, diễm sa diệt thế Mạc Trường Lăng đều nhận ra bản thể của Hồng Vũ, đều cây ết yêu ta ép sợ không ít. Giống. Một thú ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, ánh mắt linh hồn thể khổng lồ không mang theo tình cảm chấn động nào, giống như chó mà không phải chó, như lang như hổ, có ba đầu lâu dữ tợn, chính là linh hồn thể thiên cậu khủng bố, huyết mạch cũng không thấp hơn Lục Ngô. Ma Tôn Lệ Huyết Phủ. Bà Thiên La thúc dục thân thể tu la khổng lồ, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ trực tiếp bổ vào thiên cầu. Bất Diệt La Hán Tượng. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, tuy thiên cầu là linh hồn thể, nhưng mà khí thế rất khủng bố, còn có linh hồn uy áp, không biết đao thúc đi nơi nào, Lục Lâm Thiên càng không dám khinh thường, thúc dục Bất Diệt La Hán Tượng, đánh ra công kích như mưa. Bành bành. Lục Lâm Thiên và bà Thiên La hai người liên thủ công kích. Công kích của bọn họ ngay cả Thánh Hồng Cảnh cũng không dám chống lại chính diện, nhưng cuối cùng bị hai đầu của thiên cầu hấp thu, cả phiến không gian tan nát nhanh chóng. Ầm ầm, không trung chấn động, mấy chục Thánh Hồng Cảnh đồng thời giao thủ, không gian nhanh chóng tan vỡ thành hư không. 29 người đối phó 28 linh hồn thể, linh vật trời sinh, minh linh, nhân tộc, thú tộc, phóng thích khí tức khủng bố nói không nên lời, không thể nghi ngờ là một hồi đại chiến tuyệt thế. Tứ sư huynh, những linh hồn thể này quá kinh khủng, công kích quá mạnh. Sau mấy lần giao thủ, Lục Lâm Thiên kinh hãi, công kích khủng bố lại không có quá nhiều tác dụng với thiên cầu linh hồn, ngược lại linh hồn thể còn gây áp lực lớn với bọn họ, tình huống mọi người chung quanh cũng thế. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La thúc dục Ma Tôn Lệ Huyết Phủ, ma khí ngập trời, lớn tiếng quát. Những linh hồn thể này quỷ dị, nhưng mà ta không có biện pháp đối phó. Dứt lời. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La bổ một búa vào linh hồn thiên cầu, nhưng không có hiệu quả, ngược lại còn bị linh hồn lực quỷ dị phản kích, linh hồn lực khủng bố đẩy lùi bà Thiên La, trong mắt hắn đầy cây ết yêu ta ép sợ. Những tử vật này còn có linh hồn lực tồn tại, nhưng mà dường như bị khống chế, nếu không cũng không quỷ dị như thế. Lục Lâm Thiên thì thào, lúc này một đầu lâu của thiên cầu bắn ra một đạo công kích linh hồn về phía hắn, hắn không thể không ngăn cản. Đạp đạp. Dưới âm thanh phong bạo, không ít cường giả bị đẩy lui, hư thiên thánh cô, thần linh thiên cơ, diễm sa diệt thế đều không ngoại lệ, ánh mắt cây ết yêu ta ép sợ. Những linh hồn thể này là vật khủng bố, nó còn khó đối phó hơn người ta nghĩ nhiều. Diễm sa diệt thế Mạc Trường Lăng cực kỳ khó coi, hắn ban đầu còn nghĩ đạt được chỗ tốt từ cửu U Hắc Diễm, sau khi giao thủ mới phát hiện hắn không chiếm được tiện nghi, cửu U Hắc Diễm này chỉ còn lại linh hồn bổn nguyên. Nhưng thực lực của nó rất khủng bố, nếu vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn không thể chống lại, cửu U Hắc Diễm gần vô hạn tới hư vô cảnh. Bản thể Hồng Vũ là hồng hoang thần thú, vào lúc này hắn ngạc nhiên trợn mắt nhìn, lực phòng ngự của hắn đã cực kỳ khủng bố, nhưng lực phòng ngự của linh hồn thể Huyền Vũ trước mặt còn khủng bố hơn, ngay cả hắn cũng không thể chiếm tiện nghi, chuyện này làm cho nội tâm Hồng Vũ không phục. Tại sao có thể như vậy, dường như quá quái dị. Tiểu Long lui ra xa đám người, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường, trong mắt nhìn vào linh hồn thể Thanh Long và Huyền Vũ, dường như mơ hồ cảm giác được gì đó. Giống giống, mọi người bị đẩy lui, những linh hồn thể kia không khách khí, lại lao vào đám người, hoàn toàn không có việc sẽ dừng lại. Nhất quyền trấn bát hoang. Tiếng quát vang lên, không gian chung quanh Lục Lâm Thiên dung chuyển, thôn phệ năng lượng trong không gian, dùng xu thế bá đạo khuếch tán ra ngoài. Thiên cầu bị ma phủ đạo tổ bà Thiên La kiềm chế, hắn đánh ra một quyền vào linh hồn thiên cầu, lực lượng hủy diệt bá đạo bùng phát. Bành! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, một quyền hủy diệt của Lục Lâm Thiên đánh thẳng vào linh hồn thể của thiên cầu, chỉ có thân thể của hắn sinh ra khe hở rất lớn, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không hư hao chút nào. Đột nhiên thân thể khổng lồ của thiên cầu lưu chuyển, một chảo của nó đánh vào vai Bất Diệt Kim Cương Tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.